tôi công bố, cuộc thi sắc đẹp lần thứ 10, người chiến thắng là... Cô Lâm Chu Chu. Người tối cao. Ngài có thấy không? Tôi đã giành được chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp. Lại là Lâm Chu Chu này, cô ấy đã viết cho tôi 150 lá thư cầu hôn. Chán chết được, ai bảo ngài là người tối cao cơ. Người tối cao, ngài cân nhắc chuyện hôn nhân đi. Những phụ nữ kiểu dính lấy không rời, thật là đáng sợ, cứ từ chối họ đi. Sư phụ nói, khi trên mặt xuất hiện, những hình này, chứng tỏ tôi đã tu luyện đến cực điểm, phải tìm ra bức thư hôn ước mà sư phụ để lại cho tôi, và trên thư hôn ước, người phụ nữ sở hữu thể cực âm, tiến hành điều hòa âm dương, mới có thể gỡ bỏ hình xăm, phá vỡ giới hạn. Lão Trung, đưa thư hôn ước đây. Thật thú vị. Vợ chưa cưới mà sư phụ để lại cho tôi. Chính là Lâm Chu Chu này. Chẳng lẽ định mệnh đã định? Vì Lâm Chu Chu, tôi vào ngục thiên mạng, sau khi ra tù tôi sẽ cưới cô ấy. Tất cả mọi người cút đi, miễn là ta còn sống một ngày, không ai được phép động vào nàng, bọn này. Nghe nói Lâm Chu Chu, mỗi ngày viết cho ngài một lá thư hôn, tất cả bọn họ đều điên rồi, nhưng ngài đế vương, xin hãy yên tâm. Tôi sẽ gọi lực lượng ưu tú, để xử lý họ, không cần phải phiền toái như vậy. Lão Trương, hãy trả lời thư của Lâm Chu Chu, tôi sẽ đích thân đến Thành Giang, hoàn thành hôn ước, ngoài ra. Chuẩn bị một món quà cưới, tôi muốn tổ chức một lễ kỷ niệm, sự trở về của đế vương, tôi muốn trao tặng danh dự này, trực tiếp cho Lâm Chu Chu. Tôi muốn cho nhà họ Lâm có được một vận mệnh vút cao, vâng, vậy, chuẩn bị bao nhiêu lễ vật là phù hợp? Không cần nhiều, 100 tỷ là đủ. Bà nội ạ, người tối cao đã trả lời thư của con. Học nhiều về đàn. Có ích gì chứ, lạc hậu quá. Bà nội ạ. Bà nội, bà xem này, người tối cao đã trả lời thư của con. Ôi, ông ấy không chỉ đồng ý với lời cầu hôn của con, mà còn nói sẽ sau 3 ngày, dùng 100 tỷ đến rước con về nhà. Thật sao? 1 tỷ lễ vật cưới hỏi. Ha ha ha. Được được, trời không phụ người có lòng. Người tối cao đã đồng ý với lời cầu hôn của con. Ôi, nhà họ Lâm. Đang sắp sửa thăng hoa rồi, ha ha ha, ôi, khi nào thì, con gái nhà tôi, cũng có được may mắn như vậy, thì tốt biết mấy. Bà nội, đây là chuyện ông nội trước khi mất, đã định sẵn cho con, với Lục Phong hôn ước, lại phải nói sao đây, Lục Phong, nghe nói 10 năm trước, cậu ấy đã vào tù thiên minh. Con đã kết hôn với người tối cao, không thể nào, đồng ý với tù nhân này, nhưng bà ơi, đây là hôn ước ông bà đặt ra, chúng ta không nên hủy bỏ. Cớ sao không để Lâm Nhược Tuyết thay con gả cho Lục Phong? Ha ha ha. Tốt, ý tưởng hay lắm. Một là, cho cô em họ của con, một cuộc hôn nhân. Hai là, đảm bảo được, danh tiếng của nhà họ Lâm. Tớ thấy ý tưởng này không tồi. Bà nội, tại sao chỉ có chị gái, lấy được người chồng tối cao? Trong khi con lại phải lấy một kẻ trốn chạy, bị thiên hạ chê cười, con tuyệt đối không đồng ý, con ngốc này. Nhà họ Lâm chúng ta, sắp thăng hoa rồi, con không có quyền quyết định, sự thành công của các người, tại sao phải dùng hạnh phúc của con, làm hy sinh, con Lâm Nhược Tuyết, nếu cưới thì chỉ cưới người mình yêu, nếu không, con sẽ không bao giờ lấy chồng, con cũng là một phần của nhà họ Lâm. Cùng vinh cùng nhục, tại sao con lại ích kỷ như vậy, thay chị gái con hoàn thành hôn ước, đó là vinh dự vô cùng lớn lao của con. Chuyện này đã quyết định như vậy, bà nội, hôm nay tôi đến nhà họ Lâm, để thực hiện hôn ước. Xin hỏi ai là Lâm Chu Chu? Hôm nay tôi đến nhà họ Lâm, để thực hiện hôn ước. Xin hỏi ai là Lâm Chu Chu? Đây chính là Lục Phong à?
Trông cũng quá đáng sợ. Người tù lao động cải tạo bây giờ, trên mặt lại còn có hình xăm. Quả nhiên là người từ tù ra, la hét ầm ĩ, chẳng có chút quy tắc nào. Đứa trẻ này, sau này chắc chắn sẽ phải chịu đựng nhiều. Con không muốn gả cho anh ta. Em chính là Lâm Chu Chu, nhưng hôn ước này sẽ không tiếp tục thực hiện nữa. Em đã viết cho anh 150 lá thư cầu hôn, bây giờ anh đến cửa thực hiện, nhưng em lại muốn hủy bỏ. Nói giỡn, lá thư cầu hôn là viết cho người tối cao, một tù nhân nhỏ bé, cũng dám so sánh với người ấy. À, tôi biết rồi, chắc chắn anh đã ở bên ngoài, nghe lén cuộc nói chuyện, quả nhiên là từ nhà tù ra, bẩn thỉu, ghê tởm, thứ lộn xộn gì thế này. Tôi chính là người mà cô gọi là người tối cao, bây giờ nghe ý của cô định hủy hôn sao? Ngạo mạn, hành vi xấu xa, cậu chỉ là một con chuột tù, hôi hám, dám xúc phạm đến người tối cao, thiếu tôn trọng. Bà dì thứ ba, làm gì mà, phải tranh cãi với một tù nhân, người tối cao, đã chấp nhận lời cầu hôn của con, nhà họ Lâm sau này, cũng sẽ là một gia đình quý tộc. Lục Phong, hôn ước giữa anh và tôi, hãy để Lâm Nhược Tuyết, thay thế hoàn thành, cô ấy cũng là người của nhà họ Lâm, như vậy, cũng không làm nhục danh tiếng, một chữ tín của nhà họ Lâm, anh chỉ là một tù nhân nhỏ bé, cũng coi như là đã leo lên, đỉnh của sự giàu có này, Lục Phong, dù sao cũng là, khách của nhà họ Lâm, các người lại cứ, làm nhục anh ấy. Lục Phong, anh trở về đi, tôi sẽ không gả cho anh. Lạ lùng, Lâm Nhược Tuyết rõ ràng mới là người có thể chữa lành vết sẹo trên mặt, thể cực âm. Chẳng lẽ sư phụ nhận nhầm người? Họ Lục, cô em họ này của tôi, có thể chất đặc biệt lắm, chỉ cần bị đàn ông chạm nhẹ là sẽ ốm nặng không dậy nổi, đến nay vẫn là một cô gái trong trắng, đừng có không biết điều. Ồ, nhìn này, mềm mại thế này tương đương. Cô không sao chứ? Tại sao khi anh ấy chạm vào tôi không cảm thấy khó chịu, mà còn thấy ấm áp nữa? Thật tốt cho cô, trước đây bị đàn ông khác, chỉ cần chạm vào, sẽ cảm thấy buồn nôn và ói mửa không ngừng. Bây giờ cô bị cái cơm tủ này chạm vào, lại không sao cả, có vẻ như những năm này, cô luôn giả vờ. Không phải đâu, tôi không có, tôi trước kia làm sao tôi không nhận ra, cô, sao lại có thủ đoạn như vậy? Đồ khốn, còn giả vờ ngây thơ, một tù nhân, một kẻ già nua. Hai người chính là gà rừng gặp chó hoang, trời sinh một cặp. Anh dám đánh tôi? Đánh cô thì sao, kể từ khi Lâm Nhược Tuyết thay ngươi thực hiện hôn ước, vậy bây giờ cô ấy là hôn thê của tôi, dám trước mặt tôi sỉ nhục hôn thê của tôi, một cái tát còn là nhẹ. Sao anh còn mang theo thói côn đồ vậy? Quá nóng nảy, anh đi đi, đừng gây rối, hỗn xược. Lục Phong, ngươi biết không, gia gia của chúng tôi đã kết hôn với người tối cao. 3 ngày sau, người tối cao mang theo 10 tỷ lễ vật, 10 dặm đỏ hồng, đến cửa rước dâu. Cậu dám đánh phụ nữ của người tối cao, cậu thật là gan lớn. Tôi thấy cậu muốn vào tù, tiếp tục ngồi tù sao? Bộ dạng của cô ta, ai mù mới chọn cô ta? Các người đừng mơ, ước mộng xuân thu nữa. 1 tỷ lễ vật đã không còn dành cho nhà Lâm nữa. Cậu dám nói người tối cao, cậu mới mù mắt, được lắm, dám xúc phạm bậc tối cao, người đâu? Bắt cặp đôi chó cái này lại, cho tôi, khi người tối cao đích thân đến, mới xử lý. Con đàn bà hôi này, dám ủng hộ người ngoài, đánh nó thật mạnh cho tôi, dạy dỗ nó một trận. Vệ sĩ nhà họ Lâm, chỉ có bấy nhiêu sức mạnh à? Lục Phong, một tên tù cải tạo, thật là không sợ chết, giờ thì xong rồi, những vệ sĩ này, đều là người của Trương Long Vương, Trương Đình Thăng đấy. Họ tốt bụng, bảo vệ toàn bộ nhà họ Lâm, thằng nhóc này dám động thủ, điều này rõ ràng là thách thức. Trương Long Vương ở thành phố Giang, uy quyền của Hoàng đế ngầm, nói đúng lắm, bây giờ tôi sẽ gọi điện, mời Trương Long Vương tới đây. Alo Trương Long Vương, Chu Chu, đừng so đo với người trong tù. Tệ nhất, tôi sẽ đồng ý cưới hộ cô, đừng để mọi chuyện to lên. Trương Long Vương, không phải là người dễ đối phó, con gái thật là mơ hồ, làm sao có thể lấy loại người này, muộn rồi, tôi đã gọi điện. Thông báo cho Trương Đình Thăng, anh ta sắp tới. Trương Đình Thăng, chẳng lẽ là tiểu thăng tử sao? Ngày xưa đã giúp tôi trải 3 tháng bồn cầu, mới giữ được một mạng sống, bây giờ đã trở thành Trương Long Vương. Bây giờ đã là lúc nào rồi, anh còn tâm trạng đùa cợt, anh sắp chết rồi, anh biết không, không ổn rồi, bên ngoài, đồ khốn. Nói cho rõ ràng rồi hãy nói, ngoài kia có một nhóm người quan trọng đến, bao vây nhà họ Lâm, làm sao bây giờ? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đột nhiên có nhiều người quan trọng thế này. Đúng vậy, sao mọi người
đều quỳ xuống thế này. Chu Chu, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Nhà họ Long, có phải sắp bị cấm sóng không? Bị cấm sóng, sao họ lại quỳ xuống được? Con đoán, có lẽ họ đã tìm hiểu được, người tối cao sắp sửa cưới con làm vợ. Đến chúc mừng, ồ ha ha ha, ôi chao ôi, mọi người ạ, quá lịch sự rồi, tốt, đừng quỳ nữa nhé, nhanh, nhanh lên, xin đứng dậy. Các vị đại nhân, hóa ra các người đều biết, tôi sắp trở thành phụ nữ của bậc tối cao rồi. Mặc dù đại nhân chưa đến, nhưng các người đã có tấm lòng này, tôi rất hài lòng, mọi người xin hãy đứng dậy. Lâm Chu Chu, tôi đã nói rồi tôi không sẽ cưới cô có thể không tự dán vàng lên mặt mình nữa không? Lục Phong, cậu đến giờ này vẫn giả mạo người tối cao, cậu thật là gan lớn. Trương Long Vương, tôi vừa mới gọi điện cho ông, chính là tên tù nhân này, hắn đã đánh thương người nhà họ Lâm, những vệ sĩ mời từ Long Môn, xin hãy ra tay, quá đáng chết, bắt người lại cho tôi. Trương Long Vương, các người bắt nhầm người rồi, tôi muốn các người bắt Lục Phong cơ. Là sao, cô nghi ngờ tôi à? Dám nói linh tinh nữa, tôi bắt cả nhà họ Lâm luôn. Trương Long Vương, bây giờ tôi là người phụ nữ của người tối cao. Hành động như thế này của anh, sợ rằng sau này khó mà giải thích với người tối cao. Nhà họ Lâm, thực sự khiến tôi phải nể phục, nhớ ơn người chồng tối cao. Hôm nay tâm trạng tốt, chuyện này xem như bỏ qua, tôi không tính toán nữa. Chúng ta đi thôi. Lục Phong, cậu đã nghe thấy chưa? Người chồng tối cao lòng dạ từ bi, không tính toán với cậu. Này, nếu không, hôm nay cậu thậm chí không có cơ hội van xin. Anh thật may mắn, nếu người chồng tối cao muốn đối phó với hắn, giống như nghiền chết một con bọ chét, không có gì khác biệt. Có lẽ người lớn đã xem xét, vài ngày nữa, chính là tiệc đính hôn, không muốn để máu của tên tù nhân ghê tởm này làm bẩn không khí vui vẻ. Hóa ra là vậy, nếu không Chu Chu, có thể lấy được người trí cao vô thượng, trí óc quả nhiên linh hoạt. Phải nói là, cô thật may mắn, cô cũng đã thấy mọi thứ rồi đấy. Khi tôi lấy được người trí cao vô thượng, tôi sẽ che trời bằng một tay, úp mở đám mây, lật tay làm mưa. Lâm Nhược Tuyết, việc để cô lấy Lục Phong là tôi cố ý, như thế này thì sau này, không ai có thể tranh giành tài sản của nhà Lâm với tôi nữa. Lâm Chu Chu, Nhược Tuyết, và kẻ lao động cải tạo kia, các người đến đây. Con đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng là Lâm Chu Chu, và kẻ tù này có hôn ước, chẳng lẽ con thực sự muốn thay cô ấy kết hôn? Hôn ước của Lục Phong, là ông nội định ra. Cuối cùng, cũng phải có một sự giải quyết, cơ thể đẹp của con, định mệnh là phải gả vào gia đình giàu có, không thể để kẻ tù này cản trở. Lục Phong, đừng dựa dẫm vào nhà Lâm nữa, cậu và Nhược Tuyết, không phải là người của một thế giới, ý bà là tôi không xứng đáng. Lão Trọng, lễ vật cưới chuẩn bị thế nào rồi? Đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ 3 ngày sau, bậc tối cao cầu hôn Lâm Chu Chu. Lễ vật không dành cho Lâm Chu Chu nữa, vậy dành cho ai? Dành cho cháu gái khác của nhà Lâm. Lâm Nhược Tuyết, ngài đang nói lễ vật gì? Tất nhiên là ban đầu dành cho Lâm Nhược Tuyết 100 tỷ lễ vật. Hừ, tù nhân cậu, thôi đừng làm màu nữa, đừng diễn nữa, cậu không mệt à? Tôi nhìn còn thấy mệt. Vào đi. Bà Trương, cô Lâm tiểu thư, tôi được phái đến đây để gửi thiệp mời của người tối cao. Thấy chưa? Người ta mới thật sự có sức mạnh. Thiệp mời của lễ kỷ niệm, người tối cao trở lại, đã được phát tận tay. Nhưng mà, cô Lâm Chu Chu này, thực sự không có ý tốt. Rõ ràng là, muốn làm khó dễ chúng tôi. Con xem này. Thậm chí Lục Phong, cũng được mời. Chúng ta không thể mắc bẫy này. Tuyệt đối không thể đi, Lâm Chu Chu. Khi mà tất cả chúng ta đều được mời, tại sao lại không thể đi? Cậu im miệng đi, cậu còn chưa làm hại Nhược Tuyết, đủ thảm là đấy à? Người cậu đã xúc phạm, chính là phu nhân tối cao. Nếu cậu đi, lỡ như, một khi, Lâm Chu Chu này, làm cho tối cao đối phó với chúng ta, thì sao, mẹ chúng ta vẫn nên đi?
Lục Phong đã xúc phạm đến tối cao, cần phải nói rõ mặt đối mặt, dù sao anh ấy mới từ nhà tù ra, không nơi nương tựa, con không thể chứng kiến anh ấy rơi vào cơn lốc mà không quan tâm. Nhược Tuyết nói đúng, buổi tiệc đính hôn này, tôi nhất định phải tham dự, im đi. Đi cũng được. Lục Phong, không thể đi cùng chúng ta. Lễ kỷ niệm người trí cao vô thượng trở về, toàn là những nhân vật có tiếng có mặt, cậu một kẻ tù nhân, mặt đầy hình xăm đi thì chỉ làm mất mặt chúng ta, lúc đó xem ai sẽ xấu hổ. Còn chưa chắc chắn đâu. Truyền lệnh của ta, tăng gấp đôi lễ vật, nâng lên 200 tỷ. Lâm Nhược Tuyết, ta quyết định lấy em. Đứa cháu gái tốt của ta, sắp sửa trở thành phu nhân của Chí Tôn rồi. Ha ha ha. Bà rất vui mừng cho công, đều là nhờ công dưỡng dục của bà. Khi con lấy Chí Tôn, con nhất định sẽ dẫn dắt nhà Lâm hướng tới vinh quang, làm cho bà và mọi người trong nhà họ Lâm trở thành người kính trọng nhất ở Giang Thành, xứng đáng là con gái tốt của ta. Ta đã không thể đợi được nữa, muốn gặp rể tương lai tốt của mình rồi. Ha ha ha. Ồ, cô em họ ngốc của tôi, cô dám đến đây à? Nhưng mà, sao không thấy chú rể tù nhân của cô nhỉ? Anh ấy không lẽ lại quay về tù à? Hôm nay là lễ kỷ niệm trở về của người tối cao, anh ấy đã làm cô tức giận, sớm đã sợ hãi đến mức chạy mất dép, không dám đến nữa. Ha ha ha. Hắn cũng tự biết mình cũng tốt, ít đi một thứ đen đủi. Lễ đính hôn của con gái tôi, làm sao cho phép người như hắn xuất hiện? Tất cả tại thằng khốn Lục Phong, khiến nhà chúng tôi mất mặt. Hắn sao không chết đi? Lâm Nhược Tuyết, con có thấy sự xa hoa của bài trí hôm nay không? Tất cả đều là người tối cao chuẩn bị cho ta. Từ hôm nay, tôi chính là người phụ nữ của người tối cao. 20 tỷ tiền cưới cũng đều là của tôi. Còn cô, chỉ xứng đáng thay tôi gả cho tên tù nhân không dám đến, không hề có dũng khí kia. Cô, ai nói tôi không dám đến? Gia chủ nhà họ Vương ở Giang Thành, chúc mừng tối cao cưới. Tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Chu Chu, tặng biệt thự Long Thủy Vạn một căn, tổng giá trị 100 triệu. Gia chủ nhà họ Lưu ở Giang Thành, Lưu Tùng Bách, tặng một con du thuyền theo yêu cầu, tiền mặt 50 triệu, tổng giá trị 200 triệu. Gia chủ nhà họ Tống ở Giang Thành, Tống Thanh Phong, tặng vàng 100 kg, 10 cặp nhân sâm cổ trăm năm, tổng giá trị 300 triệu. Thật là rộng lượng, Chu Chu, chỉ riêng tiền mừng hôm nay, con đã nhận đến mỏi tay rồi. Ha ha ha, tối cao chưa đến, buổi tiệc đã được khởi động đến mức độ này rồi à? Người trí cao vô thượng mang theo một phần quà cưới trị giá 20 tỷ đến tận nơi. Thật là không tưởng tượng nổi. Ha ha ha, những vị khách quý này, làm sao mà theo sau Lục Phong thế này? Chẳng lẽ là vì Lục Phong? Lão Vương gia, sao các người lại theo người này là Lục Phong vào cùng thế? Lục Phong nào, tên này hả? Các người đều biết hắn à? Đều không biết, hắn đi một mình phía trước. Tôi còn tưởng hắn là quý nhân mới của ai đó. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu chưa đủ xấu hổ sao? Đây không phải là nơi dành cho cậu, làm sao cậu có thể hứa với tôi chứ? Nhược Tuyết, tôi không đến quá muộn phải không? Lục Phong, anh không nên tới, tốt nhất là anh nên rời đi nhanh chóng. Cậu thực sự dám tới đến cảnh mai mối của con gái tôi? Ai đã cho cậu dũng khí? Mọi người, để tôi giới thiệu ai đó quan trọng. Đây là từ nhà họ Lâm, hôn phu của chị họ tôi Lục Phong, một người đàn ông vừa mới ra tù, một tội phạm cải tạo. Các người nói xem, tôi có nên giữ hắn ở đây không? Một bữa tiệc cao cấp như thế này, làm sao có thể cho phép một người vừa ra tù tham gia được? Đúng vậy, bậc tối cao sắp đến, cảm thấy không may mắn thì sẽ không tốt. Đừng để kẻ xấu này làm hỏng tất cả, đuổi hắn ra ngoài, ra khỏi đây. Anh đang làm gì ở đây? Các vị, hôm nay là ngày đại hỷ của tôi và bậc tối cao. Vì hắn dám đến, tôi không có lý do để đuổi hắn đi. Thôi như thế này đi, đợi người tối cao đến rồi hãy xử lý sau, còn đứng đó làm gì? Nhanh chóng đi thôi, chờ người tối cao đến sẽ không kịp nữa đâu. Em muốn bỏ trốn với tôi? Không cần thiết đâu, hôm nay tại bữa tiệc lớn này, trước mắt mọi người trong thành, dưới sự chứng kiến của mọi người, Lâm Nhược Di, nếu muốn kết hôn với tôi, cũng nên là một cách minh bạch. Buổi lễ đính hôn này, không thể thiếu một trong hai chúng ta. Lâm Nhược Tuyết, là người của nhà họ Lâm, ở lại đây là điều hợp lý, còn cậu họ Lục thôi, cậu nghĩ mình là ai chứ? Buổi tiệc này không thể thiếu được cậu sao? Thực ra, theo một nghĩa nào đó, tôi lại hy vọng anh ấy có mặt, giữ chặt cả nhà họ, phải chăm sóc thật tốt cho tôi. Thôi xong, giờ thực sự xong rồi. Chẳng lẽ anh không biết,
Lâm Chu Chu cố tình, để anh đến sao, bây giờ phải làm sao, anh không thể đi được nữa. Nhược Tuyết, lát nữa tối cao đến, con đừng quan tâm đến sống chết của hắn, cứ để anh ta tự lo. Nhược Tuyết, em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cái gì, quà cà ấy của người trí cao vô thượng đã đến. Chồng tôi, cuối cùng anh ấy cũng đến. Trương Đình Thắng, người trí cao vô thượng đâu? Tại sao tôi không thấy anh ấy? Người trí cao vô thượng, không ở với tôi. Mù quáng, người trí cao vô thượng, đã sớm có mặt tại đây rồi. Trương Đình Thắng, ông nói rằng con rể nhà tôi, đã ở hiện trường, ở đâu, người có khí chất của người trí cao, không nhận ra chồng mình. Thông báo, nghị định của hoàng gia. Ôi trời ơi, Chu Chu, con đã mất bình tĩnh, hãy nhanh chóng đến dự lễ, nhanh. Vậy thì tôi sẽ nghe trước, chúa tối cao, nghị định anh đưa cho tôi. Quà đính hôn của hoàng gia, đối với con gái nhà họ Lâm, Lữ Vân Thiên Quế, một căn biệt thự, máy bay riêng có dòng chảy cong tùy chỉnh, tổng cộng có 10, đồ trang sức và ngọc bích, đồ cổ, 1 tấn. 80 cây, nhân sâm rồng trăm năm, 5 hòn đảo tư nhân ở nước ngoài, cùng. Của hồi môn tối cao. 10 tỷ. Bà luôn thích thu thập đồ trang sức. Bà có thể chọn bất kỳ đồ trang sức nào, mặc những cái khác nhau mỗi ngày. Ồ, ha ha ha, cháu gái tốt của ta. Bà thực sự đang tận hưởng những phước lành của con. Bố, máy bay riêng này, có thể lấy nó bất cứ khi nào ba muốn, đi bất cứ nơi nào ba muốn. Chu Chu thật là hiếu thảo. Ha ha ha, không cho con đến, con cứ phải đến. Trong lòng ghen tị đấy nhỉ. Chú Lâm, cô Lâm, đừng vội. Một vở kịch hay, vừa mới bắt đầu. Mẹ, cô ba, sức khỏe của các người không tốt lắm. Cái sâm rồng này trăm năm, các người cứ nhai như cà rốt. Sống thêm 50 năm nữa. Được, được, cô ba, cuối cùng cũng không uổng công yêu thương con. Tôi biết mà, một ngày nào đó, tôi sẽ được hưởng phúc từ con gái. Hãy xem, đây là con gái nhà người ta. Rồi nhìn lại con gái của chúng ta, đã tìm được cái gì vậy? Sự chênh lệch như trời với đất, bao giờ tôi mới có thể được hưởng thụ. Mẹ ạ, sau này Lục Phong với chúng ta đều là một gia đình, mẹ có thể không nói về anh ấy được không? Cô ơi, tôi đã nói, đừng vội, hãy để họ vui trước đã. Cậu không nghĩ là chúng ta cũng có phần? Chu Chu, chúng ta thực sự có phần, tất nhiên rồi. Vậy tôi sẽ thưởng cho các người đi dọn dẹp nhà vệ sinh của Lữ Vân Thiên Quế theo ca 24 giờ một ngày. Mọi người đều có một lượt, ha ha. Ôi, Chu Chu của chúng ta, thực sự là niềm vui của chúng ta, ha ha, được rồi, đi tiếp, đi lấy lá thư mà đấng tối cao đã trao cho con. Trương Long Vương, của hồi môn 10 tỷ này, tôi chấp nhận nó, hừm. Xin Đức Mẹ tối cao hãy nhận những món quà. A hát. Điều này không đúng. Những món quà đính hôn này rõ ràng là dành cho Chu Chu, sao lại trở thành Nhược Tuyết? Chắc chắn là Trương Long Vương, đã nhầm người, nó không hiển nhiên sao? Chắc chắn là Trương Long Vương, nhận nhầm người rồi. Ông đang làm gì thế? Tôi là số 1, người phụ nữ của chúa tối cao là ai? Hãy nhanh tay mang quả đính hôn tới đây. Cô Lâm Nhược Tuyết, nhận quả đính hôn tối cao. Trương Long Vương, ông đã nhận nhầm người rồi. Nhược Tuyết của hồi môn này, em xứng đáng với nó, giữ nó, đảm bảo chính hãng của hồi môn này được trao cho cô. Không, tôi đã có chồng rồi. Mang nó lại cho tôi. Lâm Nhược Tuyết, ai cho cô niềm tin? Nhận của hồi môn của con gái tôi, cô có xứng đáng không? Một người phụ nữ như cô, nên cưới hắn. Mọi người hãy xem kỹ nhé, đây là câu trả lời cá nhân, từ tối cao đến tôi, nó viết rõ ràng ở đây, anh ấy muốn dùng 10 tỷ làm sính lễ, để cưới tôi làm vợ. Người đàn bà tiện nhân này, làm sao cô ta dám giả mạo, cô dựa vào cái gì để lấy sính lễ của tôi? Người cao quý. Anh ở đâu? Anh mau ra đây. Em muốn lập tức kết hôn với anh. Em muốn cưới anh và ở cùng phòng với anh. Em muốn lập tức sinh con cho anh. Nửa bước chỉ dụ đây. Tôi không đưa, cô, đây là sính lễ mà người cao quý dành cho tôi. Không ai được phép cướp đi. Lâm Nhược Tuyết, người đàn bà này, nếu cô dám chạm vào người tôi cao một lần nữa, tôi sẽ giết cô bằng một nhát dao. Cái tát này là dành cho cô vì đã cướp đi lễ vật của Lâm Nhược Tuyết. Mơ mộng ban ngày, cô có quyền gì động vào đồ của cô ấy? Đức vua tối cao, xin mau ra đây,
Người tù này, đang đánh người phụ nữ của ông, xin mau ra đây. Cái tát này là dành cho cô, vì đã sỉ nhục hôn thê của tôi. Bỏ qua mối quan hệ họ hàng, xuyên tạc đúng sai, cô đã quen bắt nạt cô ấy vào những ngày bình thường. Nhưng hôm nay tôi sẽ không để nó trôi qua. Thưa ngài tối cao, tôi đã viết cho ngài 150 bức thư tình. Nó có thể là, ngài sẽ chỉ xem, anh ta đánh người phụ nữ của ngài. Chu Chu, cậu, cái tát thứ ba này. Dành cho nhà họ Lâm. Vì đã không nhận ra một con rồng thực sự. Khuấy động rắc rối, đứng ngoài nhìn lạnh lùng. Vậy hãy để tôi, đưa ra quyết định này cho Lâm Nhược Tuyết. Chu Chu. Người đâu? Mau đỡ Chu Chu xuống đi, nhanh lên, nhanh lên. Lục Phong, anh đang làm gì thế? Nơi này rốt cuộc là sự kiện cầu hôn của tối cao, dù thế nào đi chăng nữa, anh không nên quá bốc đồng. Hừ, Lục Phong. Cậu hoàn toàn vô luật pháp, tại thời điểm này, ngươi dám đánh nữ nhân của Thượng Đế. Bà ơi, Lục Phong chỉ là bốc đồng mà thôi, làm ơn thả anh ấy ra đi. Ôi trời ơi, nhìn cô gái ngốc nghếch này xem, tại sao cô ấy lại cầu xin cho hắn? Để hắn ta đi, điều này để lại phẩm giá của người tối cao ở đâu? Lính canh. Đưa hắn xuống cho tôi. Tôi muốn xem ai dám thực hiện hành động dưới sự giám sát của Trương Đình Thắng. Làm phiền, Trương Đình Thắng, tôi thấy ông đang cố tình phản đối nhà họ Lâm. Vậy nếu là tôi thì sao? Trương Đình Thắng, ông chắc hẳn đang bối rối. Cô Chu Chu, đã hiển thị rồi, câu trả lời của người tối cao. Vậy mà ông vẫn nhất quyết đưa của hồi môn của người tối cao cho Lâm Nhược Tuyết. Ý định của ông là gì? Nó có thể là ông và Lâm Nhược Tuyết có liên quan. Ông thậm chí chống lại mệnh lệnh của chúa tối cao. Ông thật táo bạo. Tốt, tôi biết cô có sự táo bạo như vậy. Hóa ra cô đã ở bên vua rồng vụng trộm nhau. Rốt cuộc cô vẫn là cô con gái quý giá của nhà họ Lâm. Sử dụng cơ thể của cô cho những việc làm như vậy, cô thực sự đã làm ô nhục nhà họ Lâm. Nó không phải như vậy, tất cả đều vô căn cứ. Anh tin em không cần phải lo lắng gì cả. Ngài đã thấy chưa, ngài hãy nhanh chóng ra đây. Người này phạm tội không biết trời cao đất dày, không biết sống chết, ngài hãy nhanh chóng ra đây, quản lý một chút đi. Lục Phong, đó là dành cho chủ nhân tối cao, anh lên đó làm gì? Lục Phong, ngươi bị điên rồi sao? Lục Phong, ngươi mau xuống đây, đừng chọc giận chủ nhân tối cao, giết chết tất cả bọn ta. Ta đã nói từ lâu, ta chính là tối cao. Nói láo, nếu ngươi là tối cao, ta chính là vua trời. Mau xuống đây, thứ đáng xấu hổ. Chủ nhân tối cao, chúng tôi một nhà ba người, và tên nhóc Lục Phong này, không có bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi thề, sao ổn ải thế, người này thật hỗn xược, nhận mình là chủ nhân tối cao, quả ứng của chúa tể tối cao, chứng minh hắn ta luôn nói dối. Chủ nhân tối cao, không ở đây, đúng, bà lão này, chỉ là đang thử thách mà thôi, còn thề nữa chứ, cả gia đình ba người đều ngốc. Nếu chủ nhân biết chuyện hôm nay, Lục Phong chắc chắn xong đời, đó là vị trí của chủ nhân, không phải chỗ người có thể ngồi, biến khỏi đây. Trong cả bữa tiệc, ta Lục Phong muốn ngồi đâu thì ngồi, chưa đến lượt ngươi nói, la hét ầm ĩ, đừng nghĩ rằng, chỉ đánh phụ nữ thì đã là giỏi, hôm nay hãy để ta đối đầu với ngươi. Ồn ào. Ngươi dám đánh đệ tử của Thiên Lôi giáo, ta nghĩ ngươi là, không muốn sống nữa. Diệp Thương Tuyệt, ông biết đấy, ông đang đối đầu với ai, nhanh chóng lui về. Trương Đình Thăng, im miệng đi, ông nghĩ ông là ai mà có quyền ra lệch cho tôi? Bốn cao thủ lớn của Giang Thành, trưởng môn Thiên Lôi môn, Diệp Thương Tuyệt, nghe đồn ông ta có thể đấu với sư tử và hổ. Một quyền còn có thể đánh bay xe hơi. Nếu nói về kỹ năng quyền cước, ngay cả Long Vương cũng không bằng. Lần này tên nhóc con đó gặp phải người khó nhằn rồi. Lục Phong này quả thực quá nóng vội. Hôm nay trong hội trường tiệc, có người ngoài người, trời ngoài trời, làm sao có thể để hắn ta làm loạn được, chết được mới tốt. Hãy chết đi, con gái tôi sẽ không bị những người như thế này kéo vào. Ngươi đứng ra cho đệ tử của mình. Đúng, vậy thì sao? Dựa vào ngươi, không đủ, nếu thêm ta vào thì sao? Bốn cao thủ lớn của Giang Thành, trưởng môn Ý Quyền Sở Lăng Tiêu. Ha ha, tên nhóc này thật là cứng đầu, thậm chí đã khiến hai cao thủ Giang Thành xuất trận, cũng coi như chết không uổng. Tên nhóc con này, chỗ này, không để cho chó mèo thích là lên. Lục gia ngươi, nếu dám bước thêm nửa bước nữa, chết không chỗ chôn. Đánh đi xem nào. Thật là tên nhóc kiêu ngạo. Tên nhóc chết tiệt này, muốn kéo tôi và Lâm gia chết chung sao? Đã thế này rồi, tại sao anh vẫn cứng đầu vậy? Tên nhóc, còn ta nữa, ta là Ngô Thiên Sách,
có đủ không? Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định thiên đình. Hôm nay quả là may mắn được gặp chủ nhân môn phái bát cực Ngô Thiên Sách. Ngô chủ, ông cũng đến rồi. Tôi ngưỡng mộ chúa tể từ nhiều năm, khao khát được kết nghĩa anh em với người, hưởng thụ cuộc sống này. Hôm nay tên nhóc này dám. Chủ nhân tối cao, không dùng quyền lực để ức hiếp người khác. Ngô Thiên Sách ông là cái thá gì, cũng xứng đáng gọi anh em với ngài ấy sao? Trương Đình Thăng, ông hãy giữ miệng của mình, cẩn thận tôi đánh gãy xương ông, để ông không thể làm nhảm nữa. Lục gia, cộng thêm ta trưởng môn bát cực môn, Ngô Thiên Sách, có đủ để ngươi chiến đấu không? Chỉ là ba con chó thích sủa ầm ĩ mà thôi. Không đủ, thật là hỗn xược. Ngươi dám nói bọn ta chỉ là ba con chó, hôm nay là ngày ngươi phải chết, kiếp sau gặp lại ba người bọn ta, không dám nói lung tung nửa câu, phải không? Vậy thì đến đây. Chờ đã. Ba vị cao thủ đã ra tay, Hướng Nam Thiên không thể không tham gia. Trưởng môn Thiếu Lâm Hướng Nam Thiên cũng muốn học hỏi một chút với tên nhóc con này, kỹ năng quyền cước. Không biết cùng với bản trưởng môn có đủ sức cạnh tranh không? Hướng Nam Thiên luôn khiêm tốn, nhưng ông ta cũng không phải là yếu, ngay cả ông ta cũng ra tay, tên nhóc này chắc chắn không thể giữ được toàn vẹn. Một lúc tập hợp bốn cao thủ của Giang Thành, một bữa tiệc thị giác tuyệt vời. Tiếc thay, đối thủ của các cao thủ là một tên nhóc, cộng thêm ngươi có lẽ đủ. Tôi còn tưởng hắn ta cứng rắn lắm chứ, hóa ra vẫn nhát gan. Đây chính là bốn cao thủ mạnh nhất của Giang Thành, tôi xem hắn ta chịu được bao lâu, còn gì phải nghi ngờ nữa. Tên nhóc Lục Phong này bắt đầu đếm ngược thời gian chết rồi. Lục Phong, anh vừa ra ngoài, anh không biết sức mạnh của bốn cao thủ khủng khiếp đến mức nào. Bây giờ anh xuống đây, vẫn có hồi giữ lại mạng sống. Nếu như vậy, Hướng Nam Thiên, trước hãy dẫn ba vị huynh đệ thử sức với kỹ năng của ngươi. Không, các người bốn người cùng lên, chỉ là để ta khởi động cơ thể một chút. Không, các người bốn người cùng lên, chỉ là để ta khởi động cơ thể một chút. Im đi, kiêu ngạo, hỗn xược. Ngươi nói, bênh vực cho đệ tử của ngươi, không xứng xen vào chuyện của người khác, đỡ lưng cho người khác, ngươi nên nhìn nhận bản thân mình, nặng bao nhiêu cân. Quỳ suốt 749 ngày, cho ta. Ở nơi này, quỳ cho tới khi bữa tiệc kết thúc. Quý hạ khí phách vượt trội, tôi Hướng Nam Thiên thừa nhận mình đã thua. Ngài muốn giữ lại mạng sống của Hướng Nam Thiên không? Không sao cả, hắn ta đã bị tôi làm cho sợ hãi. Sau ngày hôm nay, hắn ta tôn trọng tôi như tôn thờ. Đúng. Còn ai nữa, tên nhóc này, sao lại mạnh mẽ đến thế? Bốn cao thủ lớn, không phải đối thủ của hắn ta. Hỗn xược, chủ nhân tối cao chưa tới. Chẳng lẽ ngươi nghĩ, nơi này là chỗ ngươi có thể làm loạn sao? Không ai có thể trị được ngươi. Mọi người, tên nhóc này có chút kỹ năng võ thuật trên mình, liền khoe khoang và uy hiếp chúng ta, điều này chính là sự xâm phạm đối với chúng ta. Hắn ta dám ngồi, chỗ đố là dành cho chủ nhân tối cao, thật là bất kính. Ai trong các ngươi muốn giúp tôi lập một công lớn, có thể đánh bại Lục Phong và Trương Long Vương, để con gái tôi Lâm Nhất Tuyết trở thành phu nhân tối cao, mọi người sẽ được thưởng công. Lâm gia ở Giang Thành muốn làm phu nhân tối cao, quét sạch trở ngại, ép họ phải phục tùng. Tốt lắm, tốt lắm, tôi sẽ thay mặt cháu gái của tôi. Cảm ơn nhé. Lục Phong, có vẻ như, trong tù, ngươi cũng học được ít kỹ năng, khá là giỏi đấm đá. Nhưng biết đánh thì có ích gì, cuối cùng không phải vẫn phải ngồi tù sao? Cuối cùng không phải vẫn là ăn và sống sao? Trong thế giới này, quyền lực mới là thứ quyết định. Tài sản, bối cảnh, mấy tên nhóc biết đánh đấm, ta đã gặp nhiều rồi. Ngươi có thể đánh bại bốn cao thủ của Giang Thành, không thoát khỏi sự trừng phạt của ba gia tộc ở Giang Thành. Muốn sống sót thì mau chóng quỳ xuống, nếu không thì mau chóng trở thành chó cho mọi người. Ngươi cười cái gì? Tôi cười bà là vì ít hiểu biết, góc nhìn hạn hẹp, luôn cho mình là giỏi nhất, nhìn thế giới qua lỗ nhỏ. Bà hoàn toàn không biết đang nói chuyện với người như thế nào đâu. Bà muốn đứng lên vì Lâm gia, điều này không sai, nhưng nếu bà đứng lên vì hắn ta và trở thành kẻ thù của tôi, đó sẽ là một sai lầm lớn và là một sai lầm chết người. Nếu ai trong bà còn dám làm phiền tôi trong việc đám việc, tôi sẽ khiến cả gia đình bà biến thành tro bụi. Ba gia tộc lớn bị một tên nhóc làm cho sợ hãi. Tên nhóc non nớt, câm miệng lại cho ta. Ngươi nghĩ ba gia tộc lớn yếu đuối như vậy sao? Vài năm trước đã có người thách thức ba gia tộc lớn của bọn ta, hòng một trận làm nên tên tuổi, cuối cùng nhận lấy cả hai chân tàn phế, lang thang xin ăn,
Không đủ ăn để no cái bụng, muốn thử không? Trương Đình Thăng, sức một mình ông, không thể chống lại, sự liên kết của ba gia tộc lớn, nhanh chóng bắt Lục Phong, giao cho tôi, có lẽ, sẽ để cho ông một con đường sống. Tai họa từ trên trời rơi xuống, các người tự cầu may mắn đi. Bà nội, con không có ý định tranh với chị, con và Trương Đình Thăng, không có quan hệ đó, con không biết Trương Đình Thăng, đã phản bội chủ nhân, con xin bà, hãy tha mạng cho Lục Phong, anh ấy vô tội, sao cô lại bảo vệ hắn ta, hay là cô cũng muốn chết cùng hắn ta, để cùng nhau lên thiên đường. Đáng tiếc, đã muộn. Bà nội, con xin bà. Trước hết loại bỏ Lục Phong và Trương Đình Thăng, đứng trước mặt mọi người, là kẻ nhảy múa không giữ mình. Dám giả vờ vịt, ngồi vào ghế của chủ nhân, chưa học cách tỏ ra đàng hoàng, ba phần người vẫn chưa học được, nhước quyết. Đừng xin xỏ gì với tên khốn nữa, chúng ta đi thôi, nhanh lên, ba gia tộc lớn, hôm nay cũng không phân biệt được, thật là vô dụng. Ta thấy bầu trời Giang Thành, cũng nên thay đổi một chút, một trong ba gia tộc lớn của Giang Thành, vương gia, gọi ta làm gì, hôm nay, ta sẽ đánh nát bộ xương của ngươi, để ngươi không thể đi lại, thế nào, ý ngươi là sao, ý là... Các trụ cột của tập đoàn vương gia ngươi, sắp bị người khác đào tẩu hết, đùa cợt, gia đình ta công việc lớn, người dưới quyền trung thành. Vợ, Vương Hải Phú, anh đã làm gì vậy? Những người cấp cao của anh, vừa mới xóa tất cả dữ liệu, và rời khỏi công ty, Trương Đình Thăng, tài sản và quy mô của tập đoàn ta, là gấp đôi của ngươi, ngươi không thể lôi kéo người của ta, ngươi đang đùa ta sao? Ha ha, ai rảnh, để đùa giỡn với ngươi, ta không thể, không đại diện được, cho người đứng sau ta. Đều bị người của tập đoàn Linh Tiêu lôi kéo đi, chỉ một cuộc điện thoại, họ đã tự nguyện chạy theo, tập đoàn Linh Tiêu không thể. Là tập đoàn nước ngoài, dưới quyền của Vân gia. Ngươi không nghe nhầm đâu, là chủ nhân, dưới trướng của tập đoàn Linh Tiêu. Vương Hải Phú, chuyện gì xảy ra vậy? Tập đoàn Linh Tiêu đã lấy mất người của tôi. Điều này không thể nào. Tôi không tin, điều này hoàn toàn không thể. Lưu gia ở Giang Thành, Lưu Tùng Bách. Đừng vội, đến lượt ngươi rồi, Tùng Bách không thể giữ, dễ đơn độc trên vách đá. Khi ta đã chặt đứt một bộ xương của vương gia, tương ứng, ta sẽ để lại cho ngươi một mạng sống cô đơn của Tùng Bách. Thế nào, không vui chút nào? Ha ha, ai chơi với ngươi? Lưu Tổng có chuyện không hay rồi, vừa nãy thôi, 10 đối tác lớn đều hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Không thể nào, họ không sợ vi phạm hợp đồng sao? Họ đã bị tập đoàn Linh Tiêu mua lại hết, phòng pháp lý của Linh Tiêu sắp đối đầu với chúng ta. Tập đoàn Linh Tiêu, Tống Thanh Phong. Công ty ta tập đoàn Tống Sử, do ông cố của ta sáng lập, dòng họ ta đã ở Giang Thành gắn bó gần 50 năm, có bề dày sâu sắc, không hề có điểm yếu. Muốn lật đổ ta, hãy hỏi xem gia tộc của ta có đồng ý không? Hóa ra là một gia tộc lớn, có nền tảng khá vững, Tống Thanh Phong, vậy thì ta sẽ không để lại gì cho ngươi, tặng ngươi tiền bạc tiêu tan, hai tay trắng trợn, thế nào, ta không tin, chúng ta Tống gia là gia tộc lớn nhất của Giang Thành, đừng mơ. Ba, con đang ở Mỹ, nợ một khoản là 23 tỷ. Ba, con đang ở Mỹ, nợ một khoản là 23 tỷ, ba mau đến cứu con với, con tai họa, làm sao lại chạy đến, Mỹ thế. Đi nghỉ mát, con lúc đầu toàn thắng. Chỉ trong vài phút trước, bỗng nhiên mất tiền, thua cho ai thế, hắn ta tự xưng là người của Linh Tiêu Long Điện, bà có nghe nói qua không? Linh Tiêu Long Điện, không phải là đội ngũ tinh nhuệ, tập hợp nhân tài từ khắp nơi, được rồi, lát nữa ta gọi lại. Có đạt được mong muốn chưa? Nói sớm quá, ngươi nghĩ Tống gia của ta, chỉ có bấy nhiêu sức mạnh sao? Ta nói cho ngươi biết, Tống gia hàng trăm năm đứng đầu, tại Đế Kinh, là nơi ta tôn sùng. Chủ nhân Tống gia, Trung Kiên Khôn đại nhân, là cấp trên trực tiếp của ta. Ta sẽ nói cho ông ấy biết, tất cả những gì đã xảy ra ở đây, ngươi không ai có thể chạy thoát. Vẫn là Tống Tổng, quyền lực ngập trời, đúng là gia tộc lớn của Giang Thành, thậm chí còn quen biết Trung Kiên Khôn, Trung đại nhân. Tôi bị tên nhóc ở đây, mượn gió bẻ măng, kẻ tiểu nhân được đắc ý, bà Lâm cứ yên tâm, tên nhóc này, và kẻ phản bội Trương Đình Thăng, tôi chắc chắn sẽ loại bỏ. Làm quà cưới cho cháu gái của bà, bảo vệ an toàn cho mọi người. Cảm ơn. Đều nhờ Tống Tổng ra tay, tôi cũng yên tâm rồi. Ha ha, Tống Tổng ông làm sao quen biết, chủ nhân tối cao, trợ lý đắc lực nhất, Tống Tổng. Làm ơn nói giúp chúng tôi, một lời tốt trước mặt ngài ấy,
Chúng tôi sau này còn muốn ở Giang Thành kiếm cơm, chuyện nhỏ. Làm sao đến nỗi Tống gia ở Giang Thành, cũng bị kích động. Bây giờ phải làm thế nào? Tống đại nhân, tôi có việc muốn báo cáo với ngài. Chủ nhân tối cao, ban đầu giao cho Lâm Chu Chu, bị kẻ phản bội Trương Đình Thăng, tùy ý thay đổi, chống lại chủ nhân tối cao. Xin hãy quyết định giúp, kẻ ngốc, ai bảo lễ vật cưới là dành cho Lâm Chu Chu. Kẻ ngốc, ai bảo lễ vật cưới là dành cho Lâm Chu Chu. Lễ vật cưới, không phải cho Lâm Chu Chu, cần ta nói lại lần nữa không? Lễ vật cưới là cho Lâm Nhất Tuyết. Kẻ ngốc, Tống Tổng, Trung Đại Nhân nói sao? Có phải ông ấy sẽ xuất hiện, dẹp bỏ những kẻ hỗn xược này không? Bà lão Lâm gia, bà đã nhầm rồi, Trung Đại Nhân nói, ngài ấy nói là, món quà đó là cho Lâm Nhất Tuyết, vậy 10 tỷ kia làm sính lễ, cũng là cho cô ấy, không phải cho Lâm Chu Chu sao? Tôi không nghe nhầm chứ, chủ nhân tối cao kia cưới, là con gái nhà mình, ha ha. Làm sao có thể là Lâm Nhất Tuyết? Đúng vậy, nếu các người tưởng rằng, nạn đạo hội thú, sẽ cưới người như Lâm Chu Chu sao? Hóa ra từ đầu, Trương Đình Thăng chưa từng nhầm, chúng ta đều bị Lâm Chu Chu, cô gái điên kia, dẫn lạc, như vậy không phải nói rằng, Vân Đại Nhân, luôn ở hiện trường sao? Trương Đình Thăng, tôi nghĩ chuyện này, chắc chắn là có hiểu lầm, xin ông giúp đỡ, nói một tiếng với Vân giúp tôi Lâm Nhất Tuyết, không xứng, với lễ vật cầu hôn của Vân Đại Nhân, xin Chí Tôn Đại Nhân thu lại. Còn ngốc sao, đây là lễ vật cầu hôn trị giá 10 tỷ đấy. Vân Đại Nhân, đang ở đây xem đấy, nhanh chóng nhận lấy đi, nhận lấy. Nhất Tuyết, cô thực sự muốn từ chối quà cưới này sao? Chủ nhân tối cao, tôi đã có hôn phu rồi, anh ấy tên là Lục Phong. Tôi biết, hôm nay Lục Phong thực sự hơi bốc đồng, làm phiền đến lễ cầu hôn của ngài, mong chủ nhân tối cao bao dung. Làm phiền đến lễ cầu hôn của ngài, mong chủ nhân tối cao bao dung. Vì Lâm tiểu thư trong lòng đã có người, vậy quà cưới của chủ nhân sẽ được thu lại. Ngoài ra, Lâm tiểu thư cứ yên tâm, chủ nhân tối cao chắc chắn sẽ không trách móc những gì đã xảy ra vừa rồi. Vậy thì tôi đi đây, ha ha. Trương Đình Thăng đừng đi, chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. Nói thêm nữa, tên nhóc này trước mặt nhiều người như vậy đánh cháu gái của tôi, chẳng lẽ ông không quản gì sao? Thả ra. Trương Đình Thăng, xin ông hãy khoan dung, hãy trả người của tôi lại cho tôi. Trương Đình Thăng, xin hãy bảo họ đừng hủy hợp tác với chúng tôi, nếu chúng tôi sẽ chết mất. Trương Đình Thăng, chỉ cần khoản nợ của con trai tôi có thể được xóa sổ, tôi sẵn lòng làm trâu ngựa cho ông, biến đi. Trương Đình Thăng, Lục Phong chúng ta cũng đi thôi. Kẻ hỗn xược này, tất cả tại ngươi, kẻ bị lao động, nếu không phải vì ngươi, thứ xui xẻo này có mặt, người chủ nhân làm sao, đột nhiên thay đổi ý định, chuyển lễ vật cưới dành cho Chu Chu. Cho Nhước Tuyết, ngươi đáng chết. Bà lão, bà già đến mức này, sống không khác gì con chó. Thiên vị Lâm Chu Chu, bắt nạt Nhước Tuyết, cứ như vậy làm bà thấy tự hào sao? Tôi cảnh báo các người Lâm gia, nếu còn dám nhắm vào Nhước Tuyết, tôi không ngại khiến các người Lâm gia biến mất. Nếu còn dám nhắm vào Nhước Tuyết, tôi không ngại khiến các người Lâm gia biến mất. Lục Phong, con chó của Trương Đình Thăng, lấy đâu ra dũng khí, dám nói to trước mặt bà lão, có giỏi thì làm cho cả Lâm gia biến mất đi. Nếu ngươi có khả năng, hãy khiến cả Lâm gia biến mất. Đừng quên, Lâm Nhước Tuyết cũng là người của Lâm gia. Hôn ước của Lục Phong là do ông nội định ra. Các người muốn Lâm gia ăn lời sao? Nhước Tuyết, ông nội đã đi rồi bao nhiêu năm rồi. Mẹ muốn nghe con nói sự thật. Chẳng lẽ, con muốn kết hôn với Lục Phong, người vô dụng này sao? Hắn ta là một tù nhân đấy. Nhước Tuyết, con hãy ngay lập tức đi tìm người tối cao kia. Con cứ nói con sẵn lòng kết hôn, đem số tiền cưới 10 tỷ, lấy về, bà nội. Con đã nói rồi, con không xứng với người tối cao. Ngốc, con thật ngốc, con nói con không xứng với người tối cao. Chẳng lẽ người này Lục Phong có thể xứng đáng với con? Đúng vậy, hôn phu của con chính là Lục Phong, trên hôn ước đã viết như vậy. Không liên quan xứng đáng hay không, không ai có thể thay đổi. Cô nhìn xem, con gái cô làm những việc gì thế? Dù là người tối cao xin cưới lại không chịu, lại cứ đòi lấy một tù nhân, cô cũng không quản. Mẹ, con biết phải làm sao. Bà lão, chẳng qua chỉ là một lễ vật, nếu tôi cố ý chuẩn bị cho Nhất Tuyết, tôi có thể cho cô ấy xa hơn cả 10 tỷ. Ngươi có phải đã ngu dại rồi sao? Không phải vì ngươi, nếu không vì ngươi, Nhất Tuyết đã sớm lấy người tối cao, không đến lượt ngươi nói mà không suy nghĩ. Đừng nói lớn, tôi quan tâm không phải là sính lễ. Nhất Tuyết, nếu cô kiên quyết muốn gả cho Lục Phong,
Vậy cô sẽ phải biến khỏi Lâm gia của chúng tôi, và cắt đứt quan hệ ông cháu với chúng tôi. Nhất quyết, gả cho chủ nhân, mới là lựa chọn duy nhất của cô. Nếu không, chú hai cũng sẽ cắt đứt quan hệ với cô. Khi còn nhỏ gì luôn yêu thương con nhất, gả cho người tối cao, lấy lại 10 tỷ, được không? Nhất quyết, đây là cơ hội duy nhất của Lâm gia. Chắc con không muốn trở thành kẻ phản bội Lâm gia chứ, mẹ. Tôi ủng hộ lão Thái Quân. Nhất quyết, nếu cô dám cùng tên tù nhân này rời khỏi cánh cửa này, thì đừng trở về. Từ đây tôi sẽ không thừa nhận cô là con gái của tôi nữa. Lục Phong, dẫn tôi đi. Nhất quyết, đừng vì một lúc nông nổi mà giận mẹ rồi trở về. Mẹ, con từng nghĩ rằng ít nhất là mẹ sẽ ủng hộ con. Mẹ tất nhiên là ủng hộ con, nhưng điều kiện là con phải kết hôn người tối cao. Suốt bao nhiêu năm này, con nói con luôn nhớ đến ông nội, không cần phải kết hôn với tên nhóc kia. Hắn có thể khiến con ăn no mặc ấm, sung sướng không lo nghèo khổ không? Mẹ đã chịu khổ suốt bao nhiêu năm, chỉ để không muốn con đi. Con đường cũ của mẹ, nhìn bố con thì biết. Và cái kẻ tù tội kia, hãy cắt đứt quan hệ đi, Nhất quyết. Cô muốn và kẻ tù tội đó, chỉ biết chạy trốn sao? Nếu cô dám làm như vậy, tài sản của cô ở Lâm gia, tôi sẽ đóng băng nó. Cô rời khỏi Lâm gia, cô còn làm được gì? Cô theo tên tù nhân kia, cô sẽ không còn nhà để mà về. Lục Phong, chúng ta đi. Nhất quyết, con theo hắn ta làm gì? Bông hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua khổ cực bên ngoài. Cô ta đói lạnh, thấy khổ, cô ta sẽ biết hậu quả của việc cưới hắn ta. Sớm muộn gì cũng sẽ quay về, nhưng con sợ con bé bị Lục Phong tên khốn đó làm hại mất. Thì kiện lên trước mặt người tối cao, đưa Lục Phong vào đường cùng. Nhưng nếu vì chuyện này mà người tối cao không cưới Nhất quyết, phải làm sao đây? Vậy tôi chỉ có thể giới thiệu Chu Chu cho người tối cao. Lục Phong, thật xin lỗi, làm anh phải khổ cùng tôi. Anh mang hôn ước đến nương tựa Lâm gia, bây giờ lại không có nơi trốn để chúng ta ở. Nhưng đừng lo, tôi sẽ từ từ tìm cách. Ai nói chúng ta không có nơi để ở, tôi sẽ đưa cô đến một nơi tốt. Tài xế đến Lục Vân Thiên Kỷ. Người tối cao gửi cho con gái Lâm gia một căn biệt thự ở Lục Vân Thiên Kỷ. Lục Vân Thiên Kỷ, phải là nhà của người tối cao sao? Lục Phong, anh có chắc không, nơi chúng ta sắp đi tới gọi là Lục Vân Thiên Kỷ, làm sao tôi nhớ được, đó là lãnh địa riêng của người tối cao ấy. Lục Vân Thiên Kỷ, đây là nhà của chúng ta. Hạ Sơn Hải đã xây dựng Lục Vân Thiên Kỷ, biệt thự hàng đầu. Tôi đã sống ở Giang Thành bấy lâu nay, và chưa bao giờ thấy có xe đặt qua mạng vào Lục Vân Thiên Kỷ. Lục Phong, anh xem, anh có thể không còn đùa nữa được không? Bảo vệ ở cổng này, không cho phép xe taxi nào vào khu này đâu. Tôi ở phía Bắc, còn một căn hộ cũ kỹ, có thể tạm chấp nhận được. Xin anh đến phía Bắc, tài xế, anh cứ đến Lục Vân Thiên Kỷ, không ai dám cản anh. Được, thì đến Lục Vân Thiên Kỷ, lát nữa tôi xem anh làm thế nào. Chào mừng cô Lâm, đến với Lục Vân Thiên Kỷ. Chào mừng cô Lâm, chuyển vào Lục Vân Thiên Kỷ. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn tôi chẳng ích gì. Vào đi. Ngay cả bà nội, ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng không có tư cách ở trong một căn nhà tốt như vậy. Tôi ở thời kỳ suy sụp nhất, ngược lại lại chuyển vào đây. Lục Phong, rốt cuộc anh là ai? Lầu Vương và Thủ Phú, hai vị lớn nhân vật này, bình thường tôi chỉ có thể thấy họ trên TV, họ đến tìm tôi. Xin chào Lầu Vương, Thủ Phú, hai vị đến đây làm gì? Nghe nói cô Lâm dũng cảm và thẳng thắn, một mình đối đầu vì hôn ước, tôi rất ngưỡng mộ về sự sáng suốt của cô. Ngôi nhà là do người tối cao chuẩn bị cho cô Lâm có hài lòng không? Chuyện của tôi khiến hai người cười, hóa ra là do người tối cao sắp xếp. Nhưng tôi nghe nói Lục Vân Thiên Kỷ là một phần của lễ vật cầu hôn. Tôi nghĩ anh ấy có lẽ đã hiểu lầm, tôi không xứng đáng với anh ấy. Để nhận lễ vật của anh ấy, chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Người tối cao không quan tâm, cô cứ yên tâm ở lại đây, đã giải quyết xong vấn đề, không muộn khi rời đi sau đó. Tôi, Nhất quyết, chúng ta không thể ngủ ngoài đường được. Tôi xin cảm ơn Đỉnh Thăng, và cảm ơn người tối cao. Châu Thủ Phú, ông cũng là người được người tối cao gọi đến. Cô Lâm có việc hãy nói tôi chắc chắn sẽ giúp cô vượt qua khó khăn. Lâm gia hiện đã bị đóng băng,
toàn bộ tài sản của Nhất Tuyết, ông định giúp thế nào? Ông ấy là Châu Thủ Phú, sao anh lại ăn nói như vậy? Tôi sẽ khiến Lâm gia gỡ lệnh cấm, xin lỗi cô Lâm một cách trực tiếp. Đi làm đi, vâng ngài. Anh vừa nãy dựa vào cái gì để ra lệnh cho Châu Thủ Phú? Tình nguyện của cả hai không được sao? Châu Thủ Phú, chỉ vì mặt mũi của người tối cao, mới giúp tôi, không phải anh. Hơn nữa, việc người tối cao làm cho tôi càng khó từ chối, lời cầu hôn của anh ấy, anh có hiểu không? Tôi dĩ nhiên biết. Cô xứng đáng nhận được thứ quý giá hơn số tiền hồi môn 10 tỷ. Thông báo cho tập đoàn Lĩnh Tiêu, trong 3 ngày, chuẩn bị sẵn 500 tỷ tiền đầu tư. Này mẹ! Lục Phong và Lâm Nhất Tuyết, dường như đã biến mất ở Giang Thành, con mới kiểm tra tất cả, khách sạn và nhà nghỉ ở Giang Thành, không thấy đăng ký của hai người, thông tin đăng ký của họ, nghe nói hai người đã lên một chiếc xe taxi, và biến mất ở vùng ngoại ô, không lẽ bị ép quá đáng, khiến họ chạy đến thành phố khác sao? Mẹ! Con chỉ muốn đuổi Lục Phong đi. Không hề nghĩ đến việc, Nhất Tuyết có thể rời bỏ chúng ta, nếu không chúng ta tìm con bé trở về, cứ nói là không ép con bé kết hôn nữa. Nhìn xem. Cái vẻ mất mặt của anh. Cơ hội tốt như vậy, anh còn rụt rè. Không chịu hy sinh thì không bắt được cáo. Họ không có tiền bạc, có thể đi đâu được. Nhất Tuyết, một khi đã nhận ra, bộ mặt thực của kẻ tù tội này, con bé sẽ tự mình quay trở lại. Nhất định đừng để phát hiện. Chủ tịch thương mại Tứ Hải của Giang Thành, Châu Đại Phú, đến. Xem này, Châu Đại Phú đã đến. Bây giờ gia đình Lâm chúng ta, nhà cung cấp lớn nhất, nhà phân phối, chính là Châu Đại Phú chúng ta. Mấy ngày trước, ông ấy mới và chúng tôi, ký một đơn hàng 10 tỷ, tiền đã chuyển. Đến thăm muộn như vậy. Có vẻ như lại có dự án mới to lớn. Ha ha, Châu Đại Phú đột ngột đến, căn nhà bé nhỏ của chúng tôi thực sự là được tô điểm thêm. Ha ha, ông cũng không thông báo trước, tôi phải chuẩn bị trước chứ. Nhanh ngồi, ngồi. Không cần ngồi, hôm nay tôi đến Lâm gia chỉ có một việc muốn nói. Trước đây, đơn hàng 10 tỷ mà tôi đã đưa cho các người, tôi sẽ rút lại. Xin hãy nhanh chóng trả lại tiền. Này này, ông rút lại tiền. Ông không phải đang đùa đấy chứ? Đùa sao? Tôi giữa đêm khuya này, chạy tới đây, bà nghĩ, tôi đến với bà lão. Ông đang đùa sao? Châu Đại Phú, điều này không tốt lắm nhỉ? Đơn đặt hàng vốn của ông, chúng tôi đã bắt đầu sử dụng, dự án cũng đã bắt đầu rồi, làm sao có thể trả lại được? Phải đấy, rút vốn đột ngột, không phải là vi phạm hợp đồng sao? Châu Đại Phú, tôi nghĩ mọi thứ vẫn nên theo quy trình hợp đồng bình thường. Hợp đồng, quy trình. Chỉ là, Lâm gia các người, dám đến Hiệp hội Thương mại Tứ Hải, truy cứu trách nhiệm của tôi không? Hay là bà muốn, tôi phải bồi thường, tiền phạt vì vi phạm hợp đồng? Thứ hai, vi phạm, là từ phía bà trước. Làm sao có thể? Hãy xem ký hợp đồng đầu tư, trong đó rõ ràng ghi một điều, tôi hội thương nhân Tứ Hải, chỉ định người đầu tư là, cô Lâm Chu Chu. Nhưng bây giờ, cô ấy có phải là phu nhân người tối cao đâu? Con bé vẫn là... Không đúng, con bé không phải. Không đúng, Châu Đại Phú, bây giờ vẫn là cháu gái Lâm gia của chúng tôi. Ông có thể không quá khắt khe không? Đó là vấn đề của các người. Trong 3 ngày phải trả lại tiền, nếu không. Hãy để cô Lâm Chu Chu đến nói chuyện. Trời đất! Nhà có giỏ mà lại gặp mưa đêm liên tục. Nếu không lấy lại được tiền hồi môn của Lâm Chu Chu, thì cũng chỉ có thể bỏ qua. Nếu số vốn 10 tỷ này không giữ được, nhà chúng ta cũng sẽ sụp đổ. Cô mau lên, gọi điện cho, kêu Nhất Tuyết nhanh chóng trở về. Alo, chuyện gì vậy? Nhất Tuyết, con đang ở đâu vậy? Mẹ đã phái người đến đón con. Con nợ mẹ một lời xin lỗi. Mẹ sẽ giải thích cho con. Lục Phong cũng có thể quay về. Chúng ta sẽ không đuổi các con đi. Con, Nhất Tuyết, đừng đồng ý vội. Mẹ! Chúng con đang ở đâu? Mẹ không cần biết, chính mẹ là người nói muốn cắt đứt quan hệ. Bây giờ chúng con thế nào? Không liên quan đến mẹ. Con vừa rồi qua điện thoại, hình như nghe thấy, đó là giọng của Lục Phong. Chính hắn ta đã khiến Nhất Tuyết tắt máy.
Đáng ghét tất cả là tại hắn. Tên tù nhân này, rõ ràng là muốn cắt đứt tài chính của Lâm gia. Không tách Nhược Tuyết ra khỏi Lục Phong, tiền mặt và đầu tư đều chưa nắm trong tay. Phải tìm cách can thiệp, không thể để mặc nữa. Tìm. Phải đưa Nhược Tuyết trở về, quả và lý trước hết bỏ qua. Khoản đầu tư 10 tỷ này, phải giữ được. Anh vừa nói, tại sao lại bảo tôi từ chối họ? Lý do họ gọi cho cô là vì Châu Thủ Phú đã rút vốn, không trách được. Tôi còn tưởng họ mềm lòng, vì vậy nói. Thì ra, sự chân thành của họ vẫn chưa đủ. Cái kia, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh sớm về nghỉ ngơi đi. Này tài xế, khi trên mặt tôi xuất hiện những nếp nhăn này, điều đó có nghĩa là tôi đã luyện tập đến cực điểm, cần tìm ra cuốn sổ hôn thú. Và trên sổ hôn thú, cô gái sở hữu thể cực âm, cần phải tiến hành điều hòa âm dương, mới có thể gỡ bỏ hình xăm, Nhược Tuyết. Em cảm thấy hình xăm trên mặt anh, đáng sợ không? Thực ra anh, nếu không có hình xăm này, có lẽ sẽ trông đẹp trai hơn nhiều. Thực ra cái trên mặt anh, không phải hình xăm, nó là biểu tượng của việc, cơ thể anh luyện đến cực hạn, khí cực cứng, làm rách da, anh cần cùng với thân thể cực âm, điều hòa âm dương, như vậy, hình xăm trên mặt sẽ biến mất trong một đêm, Nhược Tuyết. Em chính là thân thể cực âm. Nhược Tuyết. Em chính là thân thể cực âm. Thân thể cực âm. Lục Phong, anh là đọc nhiều tiểu thuyết quá sao? Hay là, anh coi em là kẻ ngốc sao? Lý do đấy. Thực ra, anh nói thẳng ra cũng được. Dù sao đàn ông cũng một tính cách. Không cần phải tìm lý do kém cỏi như thế. Lý do, anh tìm lý do sao? Em không tin, vết tích sâu đậm của anh lại có thể biến mất trong một đêm. Kẻ lừa đảo, anh không lừa em. Không tin, chúng ta thử xem là biết. Xin lỗi nhé, 3 ngày này em không thể. Lần sau anh có thể nghĩ ra một cái cớ tốt hơn. Ít nhất, hãy để em tạm thời cảm động một chút. Cảm động. Anh sẽ cố gắng. Cảm động. Được, 3 ngày sau, chờ tập đoàn Lĩnh Tiêu đến. Không tin em không cảm động. Điều hòa âm dương để xóa hình xăm. Cô gái nào sẽ tin vào điều này? Thực không biết, cái đầu của anh ấy, làm sao mà nghĩ ra được, ngốc. Lục Phong, tập đoàn đã huy động ở Giang Thành, 500 tỷ tiền đầu tư, cũng đã chuẩn bị xong. Phải tăng tốc. Dưới tên tôi, đưa thông tin về tập đoàn Lĩnh Tiêu ra ngoài, bất kỳ ai đến tham gia. Tôi muốn tại hội nghị đầu tư, sẽ dùng toàn bộ 500 tỷ này, chi tiêu hết. Đầu tư lớn như vậy, mục đích là gì? Lâm Nhược Tuyết muốn cân bằng âm dương để gỡ bỏ hình xăm, phải khiến cô ấy động lòng trước. Lúc đó, cô cũng giúp một tay. Giúp một tay. Không cần phải đợi đến lúc đó, để cân bằng âm dương tối thượng. Nga Kình chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Để cân bằng âm dương tối thượng, Nga Kình chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tôi nói là giúp đỡ, là giúp cô ấy rung động. Cô không phải là thể cực âm, tôi hòa hợp cái gì với cô? Là như vậy sao? Để anh cười tôi rồi, tôi sẽ đi giúp ngay. Lục Phong, xin hãy ký tên vào lá trà của tôi. Như vậy, tôi mới có thể sử dụng danh nghĩa của anh, tập hợp những người nổi tiếng ở Giang Thành. Cảm ơn. Lục Phong. Người phụ nữ vừa nói chuyện với anh, là ai? Là thư ký của anh, Tổng Giám đốc Tài sản Lĩnh Tiêu. Lục Phong, em nói với anh, có thể thực hiện một chút không? Không phải anh sống ở biệt thự của Chí Tôn, thì có thể coi mình là Chí Tôn, chúng ta sớm muộn cũng phải rời đi. Chúng ta sẽ ở mãi mãi, không ai dám đuổi chúng ta. Lục Phong, em không mong đính hôn với em, là anh tự lừa dối mình. Phạm lỗi ngồi tù, điều này không quan trọng, điều quan trọng nhất là
Phải có quyết tâm, sống tốt cuộc đời này, biết bản thân mình nặng bao nhiêu. Dù là Tiền Xính Lễ, hay Lục Vân Thiên Kỳ. Những thứ này không phải, là của chúng ta, đừng mơ tưởng nhé. Nhược Tuyết. Tất cả những thứ này sẽ thuộc về em, bởi vì em xứng đáng. Nói chuyện với anh, thật sự giống như nói chuyện với bò. Là bà ngoại, nghe đi, anh đoán, chắc là đến để xin lỗi. Anh không hiểu bà ấy rất cứng đầu. Tất cả mọi người, có thể sẽ xin lỗi em, chỉ có bà ấy là không. Nhược Tuyết, bà xin lỗi cháu, hành động của bà hôm đó không đúng. Bà xin lỗi cháu, tất cả là lỗi của bà. Cháu và Lục Phong về với bà nhé. Bà đừng nói vậy, cháu cũng có lúc nông nổi. Cháu và Lục Phong sẽ về ngay bây giờ. Được, trưa hôm nay, bà đã đặt tại nhà hàng Hiên Viên, một bàn ăn ngon, chờ cháu về chúng ta sẽ bắt đầu ăn. 3 ngày này, thật sự là khổ cho nhà chúng ta. Cháu không thể về nhà. Bà ngoại, cháu luôn sống ở Lục Vân Thiên Quế. Cháu bây giờ, cũng đã học được cách đùa giỡn. Được rồi, không nói nữa. Cháu nhanh về đi, chúng ta đều đang chờ cháu đấy. Lạ thật, thật sự là bà ngoại. Gọi đến xin lỗi, làm sao anh biết? Châu Vạn Tín, thông tin rút vốn, đang bị treo lơ lửng. Bà không chịu được áp lực, không tìm được chúng ta, đành phải tự mình gọi điện, để xin lỗi. Nếu em cảm thấy có thành ý, chúng ta sẽ quay lại. Nếu cảm thấy không có thành ý, thì chúng ta sẽ tiếp tục ở lại. Thôi, em đã không còn tức giận từ lâu. Hơn nữa, bà đã nói như vậy, chúng ta vẫn nên quay lại. Dù sao, chúng ta cũng không thể mãi ở đây, để tiếp tục gây phiền phức cho chủ tịch và các tỷ phú khác. Cuối cùng cũng trở về, mau mau ngồi xuống. Xin lỗi, không còn chỗ nữa, đi chỗ khác xem sao. Bà, đây là tình huống gì vậy? Một con chó cũng được ngồi lên bàn, Lục Phong không được. Gì mà một con chó, Lily là một thành viên của Lâm gia. Hôm nay là bữa cơm, Lâm gia tụ họp, Lily đương nhiên có quyền ngồi ở đây. Mẹ nói đúng. Đây chính là vòng tròn của Lâm gia, không phải ai cũng thuộc về vòng tròn này. Thực sự là không bằng một con chó, một số người thì càng đừng nghĩ đến. Việc dựa vào vinh quang của Lâm gia, chỉ với một tờ hôn ước, đã muốn cưới đi Nhược Tuyết. Thì thật là càng không thể nào. Hắn có tư cách gì để ngồi đó, một tên tù nhân, còn không bằng một con chó trong nhà tôi. Đứng dậy đi, cái gì? Bảo anh đứng dậy. Tôi là nhà vô địch Taekwondo, anh động vào tôi nghĩ là anh muốn chết. Nhà vô địch Taekwondo, thể chất tốt. Không ăn cơm mà phải làm sao, trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi của Lâm gia, cậu dám đánh con trai tôi, hừ. Mẹ, người họ Lục thật to gan, cuối cùng còn luật pháp nào không, con trai bà cố tình làm khó dễ tôi, không được. Các người không coi trọng Nhược Tuyết, càng không được. Hơn nữa, hôm nay tôi là khách, là cùng với Nhược Tuyết, được các người mời đến. Đây chính là cách tiếp khách của các người sao? Hỗn xược, Lâm Thái Quân. Trương Thúy Lan. Đây là con rể của cô cậu sao? Thật là coi thường người khác, không có lễ phép gì cả. Bà, vừa rồi rõ ràng là dì ba, và Hòa Phi Vũ cố ý khó dễ Lục Phong. Không phải lần đầu gặp mặt, tại sao mọi người còn muốn làm vậy? Trong mắt ta, tên tù nhân này, cơ bản không xứng với cháu. Dù sao cháu cũng sẽ kết hôn với người quyền quý, Nhược Tuyết. Kể từ khi cháu rời đi, ta đã suy ngẫm sâu sắc, quyết định cho hắn một cơ hội. Nhưng cơ hội này, hôm nay hắn không nắm bắt được, quá làm ta thất vọng, so sánh con chó với Lục Phong, đấy mà là cho anh ấy cơ hội sao? Nhược Tuyết, thực ra mọi chuyện vừa rồi, đều do bà của con, là để kiểm tra tâm tính của Lục Phong, và phản ứng trước tình huống. Kết quả, kém, không có địa vị, không có khả năng, không sao, nếu các khía cạnh khác ổn, vẫn có thể đào tạo được, nhưng với hắn như thế này, quá kém rồi. Con bảo ta và bố con, làm sao cho hắn vào Lâm gia, kể từ khi mọi người, thái độ như thế này, vậy thì chúng con không về Lâm gia nữa, chúng ta đi thôi, ôi, Lục Phong, lúc nãy bà, chỉ là đùa với con thôi. Đúng vậy, mọi người đều là vì tốt cho con, lo lắng vô cùng, mới nghĩ ra cách này, thêm ghế, ngồi,
Mọi người cùng ngồi. Nhược Tuyết, chúng ta tất cả đều mong con trở về, luôn lo lắng về sự an toàn của con. Mọi người cũng đã tự kiểm điểm, không thể tiếp tục hành xử bốc đồng và bỏ đi như vậy nữa. Nếu Nhược Tuyết không trở về, điều các người lo lắng nhất thực ra là khoản đầu tư của Châu Vạn Tín, phải không? Ôi, cậu không có quyền góp ý đâu, chúng tôi đã tha thứ cho cậu, còn muốn lấn tới nữa sao? Chuyện của Lâm gia, làm sao cho phép một người ngoài cuộc xen vào? Lục Phong là hôn phu của con, và sau này cũng sẽ là một phần của Lâm gia. Mọi người đừng nói về anh ấy nữa. Bà, con biết lần này bà gọi chúng con trở về, chắc chắn không chỉ là muốn mời ăn cơm đơn giản vậy đâu. Nói chuyện chính đi. Cách đây vài ngày, Chủ tịch Chu cho rằng Chu Chu sắp trở thành bà chủ tối cao rồi, vội vàng rút ra 10 tỷ tài chính để chiều lòng. Kết quả thì sao? Ngài tối cao bỗng nhiên thay đổi ý định, khiến Chủ tịch Chu cho rằng Lâm gia ta mất sủng. Thực ra thì người mà ngài tối cao cưới vẫn là con gái Lâm gia chúng ta, chỉ là Chu Chu đã thay bằng Nhược Tuyết. Vì vậy, vì cần con muốn kết hôn với ngài tối cao, trên hợp đồng đầu tư ký tên của con, số tiền này có thể được giữ lại. Mọi người cố ý khó dễ Lục Phong, hóa ra từ đầu chưa bao giờ định cho anh ấy vào Lâm gia. Con sẽ không kết hôn với ngài tối cao, và cũng sẽ không vi phạm hợp đồng hôn nhân với Lục Phong. Này, Nhược Tuyết, cháu muốn thấy Lâm gia sụp đổ sao? 10 tỷ tiền vốn kia, mọi người đã sử dụng một phần. Có cưới chủ tịch hay không là chuyện khác. Chủ tịch Chu, hợp đồng đã được chuẩn bị, cháu ký xong, vốn của chúng ta sẽ được giải phóng. Nhược Tuyết, đây không phải là trò đùa, con không hành động nhanh chóng, Lâm gia chúng ta thực sự sẽ phá sản. Dù mọi người nói thế nào, con cũng không sẽ ký tên. Ký xong, có nghĩa là con đồng ý làm vợ chủ tịch Chu, trước mặt ai cũng không thể giữ được lý. Khi đó, mọi người sẽ càng mạnh tay hơn trong việc đuổi Lục Phong. Nhược Tuyết, đừng không biết điều, Lục Phong, cậu có thể ký vào đây. Lục Phong, ký xong tức là, em phải thừa nhận, mình là phu nhân tối cao, anh có hiểu không? Nhưng em vốn dĩ đã là phu nhân tối cao, Lục Phong. Lục Phong cũng đã nói vậy, con còn do dự gì nữa? Em đã kiên định như vậy với hôn ước của chúng ta, nhưng anh lại là người đầu tiên chạy trốn, dẫn đầu trong việc thừa nhận. Em thực sự thất vọng về anh quá, Nhược Tuyết. Em phải ký để Lâm gia gỡ bỏ việc đóng băng tài sản. Khi em có được tất cả cổ phần của công ty, anh sẽ sử dụng vốn để công ty của em phát triển đến mức không thể tưởng tượng. Một quy mô lớn không thể tưởng tượng là lớn đến mức nào? Lời nói không nhỏ, tên tù nhân như cậu, số tiền trong tay không quá 3 chữ số đúng không? Con số này là 5 chữ số, nhưng điều đó cũng không đủ. Ha ha, cậu nên biết điều, đối với một tù nhân mà nói, có thể lấy ra một số 5 chữ số đã là rất tốt rồi. Ha ha, dù sao, có lẽ đó là số tiền hắn kiếm được trong tù bằng cách đạp máy may đến nỗi khói bốc lên. Ha ha ha. Số tiền tôi nói là 50 tỷ. Không phải là từ ngân hàng âm phủ, 50 tỷ đấy chứ. Ha ha ha, Lục Phong, đủ rồi. Trước khi anh đến, em đã nói với anh thế nào? Chỉ cần chân thực, anh lại quên mất. Nhược Tuyết, em yên tâm, để việc này cho anh, bà. Chuyện này rất đơn giản, bà muốn ký tên thì phải chuyển toàn bộ cổ phần cho Nhược Tuyết. Và hơn nữa, còn phải đuổi cô ấy đi, và phải xin lỗi một cách nghiêm túc, nếu không sau này, các người vẫn sẽ bắt nạt cô ấy. Lục Phong, dựa vào Lâm Nhược Tuyết, để lấn lướt. Đừng quá đáng. Không có Nhược Tuyết, cậu tính là cái gì? Cậu có tư cách gì để đưa ra điều kiện cho chúng tôi? Xin lỗi, chúng ta đã làm sai điều gì sao? Nếu có ai phải xin lỗi, cũng là các ngươi xin lỗi, làm chậm trễ Lâm gia bao lâu nay. Lục Phong, làm như vậy thực sự ổn không? Không ổn, quá rẻ mạt rồi, nhưng vì thời gian gấp, tạm thời cứ như vậy. Mẹ, Lục Phong, quá không có quy tắc. Hai điều kiện đó của hắn, không thể đồng ý được. Có gì không thể đồng ý? Cứ làm theo như Lục Phong nói. Nhược Tuyết, chỉ cần con ký tên, trước đây tài sản dưới tên của con gồm phương tiện, nhà cửa, bao gồm cả công ty của con, ta sẽ giải tỏa băng giá. Cổ phần của con ta sẽ trả lại hết. Lục Phong, cậu thấy như vậy được không? Bà, chuyện xin lỗi, sao không nhắc một lời? Tôi nói xin lỗi là tất cả mọi người trong Lâm gia, bao gồm cả bà. Được, ký tên trước sau đó xin lỗi,
xin lỗi trước sau đó ký tên, và, phải trước mặt tôi, hủy bỏ việc đóng băng đối với Lâm Nhược Tuyết, tất cả đều phải bị chặn lại, nếu không thì tất cả đều không bàn, quá trớn, Lục Phong. Không ký được thì thôi. Cậu quá coi thường, gia đình chúng tôi rồi, Chu Chu còn bao lâu nữa đến, 5 phút nữa sẽ đến, được, Phi Vũ, mang hợp đồng kia đến đây. Quả nhiên, các người không phải, thật lòng với Lâm Nhược Tuyết. Cho các người, cơ hội cuối cùng, đều không nắm bắt, có vẻ như Lâm gia, với sự giàu có trời ban, thật sự là không có duyên. Cậu đừng ở đây, giả vờ làm bộ, ta nói thật với cậu, Lâm Chu Chu, đã nhận được, sự ưu ái của ngài tối cao, 10 tỷ tài chính của Chu Vạn Tín, ta chỉ là, muốn cố gắng một chút, chứ không phải là bắt buộc. Thật sao, vậy tôi muốn xem, ai có năng lực lớn đến vậy? Cô Lâm Chu Chu đã đến. Cháu gái của ta đã về, ha ha. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn trai của con trai hoàng gia của Đế Kinh, Hoàng Tuấn Trác, hiện đang làm việc tại Tập đoàn Tài chính Lĩnh Tiêu, giữ chức Tổng Giám đốc. Tập đoàn Tài chính Lĩnh Tiêu, đó không phải là tập đoàn tài chính lớn nhất ở Long Quốc sao? Đúng vậy, bậc thượng quan, tập đoàn hàng đầu dưới trướng, chỉ một cuộc điện thoại. Có thể làm cho những người chủ chốt của vương gia, bị đào thải hết, ha ha ha, Chu Chu thật có triển vọng. Lâm gia chúng ta hôm nay, có rể quý ghé thăm, cách đây vài ngày, còn tự xưng là phụ nữ của ngài tối cao, nhanh thế đã có người mới rồi. Kính chào, các bác, các cô chú, hôm qua theo nữ hoàng Lĩnh Tiêu, Hoàng Tuấn Trác, đến Giang Thành, không kịp chuẩn bị quà, đã chuẩn bị một hộp trà lão bản Trương, hy vọng, bà không chê bai. Mấy đứa, còn đứng đó làm gì, nhanh chóng đưa trà lão bản Trương cho ta. Ôi, nhìn này, cũng là khách của Lâm gia, nếu nói về quà tặng, một người trên trời một người dưới đất, phải không? Tôi thấy món quà của anh ta, cũng không có gì đặc biệt, quên mất, đây là trà do chính tay, vị tối cao ký tên, đến từ nội bộ tập đoàn Lĩnh Tiêu, giá trị không thể đo lường, sản phẩm giới hạn toàn cầu. Vị tối cao, xin hãy ký tên lên trà của tôi, như vậy, tôi mới có thể mang danh của anh, tụ họp giới nhân sĩ thành phố Giang, bà xem, chỗ ký tên. Ký tên của ai? Chữ ký này là của Yến Dạ Thanh sao? Có vẻ trong mắt Yến Dạ Thanh, các người thậm chí không đủ tư cách là người nổi tiếng ở Giang Thành. Phiên bản tôi ký tên, Lục Phong, cậu cứ thế là đủ rồi. Còn ký tên cậu, nghĩ mình là ai? Tối cao, khuôn mặt tù nhân này, thật là tự cao, ta còn không đếm xuể. Đây là lần thứ mấy, hắn cố chấp với tối cao. Hắn ta là ai? Là hôn phu của Nhược Tuyết. Hóa ra chính là tù nhân mà Chu Chu nói, cậu có biết không, ban đầu ngài tối cao định cưới Lâm Chu Chu làm vợ, không hiểu sao, lại thay đổi ý định, ngài tối cao khi nào, thay đổi ý định, tôi làm sao biết, tất nhiên không biết, cậu là ai, tôi là ai, ngài tối cao triệu tập tập đoàn tài chính Lĩnh Tiêu, đến Giang Thành, là để tổ chức một buổi lễ, đầu tư trang trọng. Những người được mời, đều có thể nhận được sự đầu tư, từ tập đoàn tài chính Lĩnh Tiêu, tôi đã xem qua tài liệu nội bộ, ai ở Giang Thành. Các CEO của các doanh nghiệp nổi tiếng đều được mời tham dự, chỉ duy nhất không có Lâm Nhược Tuyết, Lục Phong, Lâm gia sắp sửa nhận được sự đầu tư của tập đoàn Lĩnh Tiêu, cậu còn nghĩ rằng vốn của Chu Vạn Tín có thể uy hiếp không? Tại sao ngài tối cao mời tất cả mọi người nhưng lại loại trừ tôi? Điều này không công bằng, công ty của tôi luôn tuân thủ luật pháp, chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm. Rất đơn giản, vì ngài tối cao thấy bên cạnh cô có Lục Phong, khinh thường cô, hoàn toàn bỏ rơi cô. Lâm Nhược Tuyết không được mời, đó là bởi vì cô ấy, trong bữa tiệc, độc nhất trở thành nhân vật chính, tôi thông báo trước cho cậu. Cậu bị sa thải, ha ha ha. Nhược Tuyết, hôn phu của cháu, có vấn đề gì với hắn sao? Ha ha ha, sa thải ai đó thay mặt cho nữ vương Lĩnh Tiêu? Ha ha, nghĩ mình là ai vậy? Chủ sở hữu Lĩnh Tiêu sao? Tôi hiểu rồi, hắn thấy, trước mặt bạn trai tôi. Cảm thấy tự ti, biết mình không thể sánh kịp, nên trước mặt mọi người, tìm cảm giác tồn tại, nhìn xem người đàn ông cháu chọn, là muốn khiến gia đình chúng ta, mất mặt hết, mất mặt toàn bộ, anh ít nói vài câu đi, tìm cảm giác tồn tại, không vấn đề gì, nhưng hắn không nên dùng tập đoàn tài chính Lĩnh Tiêu. Tôi là tổng giám đốc, của Lĩnh Tiêu, đại diện cho bộ mặt của tập đoàn tài chính Lĩnh Tiêu. Vừa rồi hắn đang nghiêm túc, hắn sẽ chết, cô hiểu không?
Hoàng Tuấn Trác, vừa rồi Lục Phong, anh ấy không cố ý làm điều đó. Anh ấy chỉ đùa thôi. Tôi xin lỗi, thay anh ấy, em họ. Hoàng Thiếu, lúc nãy tôi không nói gì. Lục Phong tát tôi, anh phải đứng lên vì tôi. Vui lòng, hắn cũng nhiều lần thiếu tôn trọng, xúc phạm danh hiệu ngài tối cao. Hoàng Thiếu không được phép buông tha. Tốt nhất là bắt hắn, và kết án hắn 10 hoặc 8 năm. Đều tại tên khốn này, làm trễ chuyện con gái tôi gả cho ngài tối cao. Bà nội, con xin bà hãy ban phước lành, xin tha cho Lục Phong. Điều đó phụ thuộc vào sự chân thành của hắn. Lục Phong, anh mau xin lỗi bà nội đi. Hoàng Thiếu sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh. Chỉ xin lỗi là chưa đủ. Trước đây ta đã nói, đợi con Chu Chu trở về, ta sẽ khiến hắn khóc lóc. Lục Phong, hãy quỳ xuống trước mặt ta, và xin lỗi tất cả mọi người trong Lâm gia. Cho đến khi chúng tôi hài lòng, yêu cầu tôi xin lỗi. Các người cũng xứng. Tất cả tại cái miệng hỏng của anh, còn chưa thấy mình gây họa, đủ lớn sao, đừng nói một lời nào, để em xử lý. Bà nội, con thay mặt Lục Phong, xin lỗi bà. Nếu cần phải quỳ xuống, con sẽ làm, chờ đã. Con là cháu gái tốt của ta, làm sao ta có thể, để con vì một người ngoài, mà quỳ xuống đập đầu, những lời đã nói trước đó không tính. Chu Chu, con nói xem, phải xử phạt thế nào, muốn chịu phạt thay Lục Phong phải không? Trước đó, Lục Phong đã tát tôi một cái, tại sân lớn Lâm gia, và lại tát tôi ba cái, tại phòng tiệc. Chẳng phải, đây không giống là việc, một người đàn ông bình thường, có thể làm, tôi muốn hắn phải trả giá. Có nhận không, Chu Chu? Tôi nhận, tát cô một cái, thì sẽ nhận công ty của cô, 10% cổ phần, 4 cái tát này, là 40%. Có ý kiến gì không? Cổ phần của công ty, Lâm gia chiếm 51%. Co làm như vậy, là muốn nuốt chửng công ty của tôi sao? Không phải nói sẽ thay Lục Phong, nhận phạt sao? Sao bây giờ không chịu nổi nữa rồi? Chu Chu, công ty của tôi, là mạch sống của gia đình chúng ta đấy. Điều này đã ảnh hưởng đến chúng ta rồi. Con muốn làm gì Lục Phong cũng được. Tùy con, chúng ta là một gia đình. Không cần thiết phải như vậy đâu, Lâm Nhược Tuyết. Không phải có cảm tình với Lục Phong sao? Là muốn giết hay trừng phạt, hay là nhận phạt? Tôi nhận phạt, Nhược Tuyết. Không cần thiết, họ đã gần chết rồi, không thể làm gì được. Im miệng lại cho em. Chu Chu, tiếp tục. Bà nội, con đã để cả công ty, cho đi rồi, chưa đủ sao, đó chỉ là bù đắp cho tôi. Lục Phong phạm lỗi, không chỉ mình tôi, còn có người khác nữa. Chẳng hạn như bà nội, hắn nhiều lần phạm lỗi, không tuân thủ quy tắc. Lâm gia, gần đây hơi ẩm ương, Lâm Nhược Tuyết, không bằng cứ cho, cái căn hộ lớn mới mua của cô. Chuyển vào tên của bà nội đi, Lâm Chu Chu, muốn cướp luôn cả nhà tôi sao? Cũng không tệ, đúng lúc sau này, sống cùng anh ở Lục Vân Thiên Quế. Lục Vân Thiên Quế, đó là nhà của ngài tối cao đấy. Lục Phong chẳng lẽ, bị ảo tưởng rồi, trong tù, đã làm cho đầu óc trở nên ngốc nghếch sao? Nhược Tuyết thật đáng thương, sắp phải cưới một kẻ ngốc rồi, được nhà tôi sẽ cho bà nội. Và cả xe, Lục Phong trước đây đã làm tổn thương, đứa em trai yêu quý của tôi, chiếc Mercedes của cô phải đưa cho nó. Cảm ơn chị Chu Chu, Lâm Chu Chu, cô định làm tôi, không đường lui, không cho tôi một con đường sống sao? Tôi không có, cô có thể thay đổi quyết định mà. Nhưng mà, hậu quả của việc đắc tội với tập đoàn tài chính Lĩnh Tiêu, e là chỉ sẽ tồi tệ hơn, so với cách xử lý của tôi. Hơn nữa, tài sản của cô, đã bị đóng băng, không thể rút chúng, dùng cho ai, không phải dùng. Trước kia quá nóng vội, bây giờ đến lúc phải đối mặt, giờ chỉ biết trốn sau lưng em. Vừa rồi, không phải rất tự tin sao? Sao giờ lại không nói nữa? Không phải em bảo anh im lặng sao? Những thứ đồng nát kia, cho thì đã cho rồi, anh sợ em không nỡ, chúng ta đổi cái tốt hơn. Lục Phong, em chịu anh rồi. Anh thế này quá phô trương, em thực sự không thể chịu đựng nổi một phút. Em từ bỏ, nợ Lâm gia nợ anh, hôm nay em sẽ giúp anh trả hết. Đủ để xứng đáng với bản hợp đồng hôn nhân đó. Từ sau này, chúng ta không còn nợ nhau điều gì, không gặp nhau nữa. Nhược Tuyết, em đợi đã. Bà đừng lo, Nhược Tuyết đã đồng ý, tất cả yêu cầu của con, không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ quay lại ký, thỏa thuận chuyển nhượng. Hơn nữa Lục Phong, cũng đã giúp mọi người, đuổi khỏi bên cạnh Nhược Tuyết, mọi người nên, cảm ơn con mới phải. Dù sao Nhược Tuyết còn trẻ, sau này như con tìm một nhà tốt gả đi, mọi người sẽ có tất cả, nhân tiện. Hoàng Thiếu đã đi đâu rồi? Tại sao ta không thấy Hoàng Tuấn Trác?
tổng giám đốc của tập đoàn Lĩnh Tiêu, bận rộn với muôn vàn công việc, có lẽ lúc này đang ra ngoài nghe điện thoại, bận rộn với công việc. Ôi chao, người đàn ông mà Chu Chu tìm, không có một ai là kém cỏi, đều là những người xuất sắc, chỉ tiếc là không nhận được sự ưu ái của ngài tối cao, nếu không thì đã hoàn hảo rồi. Tất cả tại các người, cơ hội tốt như vậy, lại để Nhược Tuyết bỏ lỡ, tất cả, các người cần phải tự kiểm điểm, đều tại Lục Phong. Tổng Yến, cô bị hack tài khoản sao? Tại sao tôi nhận được một tin nhắn trò đùa, nói rằng tôi bị sa thải? Không bị hack đâu, ngay lập tức đến phòng nhân sự, làm thủ tục nghỉ việc. Tại sao? Xin Tổng Yến cho tôi một lời giải thích, đã đắc tội với ngài tối cao, kẻ ngốc. Đã đắc tội với ngài tối cao, kẻ ngốc. Tổng Yến, tôi chẳng hề gặp ngài tối cao, làm sao có thể đắc tội với ngài ấy? Nhìn kỹ vào đây, tôi đã bảo ông mang trà đến tặng cho những người nổi tiếng hàng đầu của Giang Thành. Là hắn, Lâm Chu Chu, cô không phải đã nói hôn phu của Lâm Nhược Tuyết là một tù nhân sao? Cô dám lừa tôi, đây là người kiểm soát tập đoàn tài chính Lĩnh Tiêu, một nhân vật cực kỳ quan trọng. Tôi không biết chuyện này, Lục Phong chính là người quyền lực nhất, xin cho tôi một cơ hội để bù đắp. Chỉ một lần thôi, tôi chắc chắn sẽ thể hiện tốt trước mặt người quyền lực nhất. Nhớ lại ông đã phục vụ Lĩnh Tiêu nhiều năm và có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, tôi sẽ ngoại lệ cho ông một cơ hội nữa. Cơ hội, nhưng nếu tôi lại nghe thấy có bất kỳ sự không hài lòng với ông thì đừng trách tôi không giữ tình cảm. Chắc chắn. Lâm Nhược Tuyết nói, muốn hòa hợp để gỡ bỏ hình xăm, cần phải khiến cô ấy động lòng trước. Thật không ngờ, làm sao có người khiến ngài ấy hòa hợp mà lại không động lòng. Không ngờ ngài cũng lãng mạn. Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, anh có thể không theo tôi nữa không? Tôi sẽ không tiếp tục thực hiện hôn nhân với anh nữa. Lâm gia cũng không nợ anh bất cứ thứ gì. Xin lỗi, hãy cho anh thêm một ngày nữa, anh sẽ thực hiện mọi lời hứa của mình. Lục Phong, anh không thể sống thực tế một chút sao? Anh hiện tại hoàn toàn không khiến người ta thấy hy vọng, huống hồ là tin vào lời hứa của anh. Ở bên anh, tôi đã rất mệt mỏi, Nhược Tuyết. Vậy nói cho anh biết, làm thế nào để em có hy vọng, để em tin tưởng anh, ít nhất phải tìm một công việc, sống một cuộc sống ổn định. Bây giờ chỉ là một người thất nghiệp, còn cứ nói mớ lớn, tôi còn thấy sốt ruột thay anh. Tôi biết, vừa ra tù, công việc có thể không dễ tìm, nếu không, tôi dùng quan hệ giúp anh một tay, dù sao cũng chỉ một ngày. Ngày mai là dịp lớn của Lĩnh Tiêu rồi, cứ để cô ấy tự nhiên đi, em lo liệu đi, vậy tôi lúc đó sẽ giúp anh tìm một công việc tốt, anh không thể tiếp tục như thế này nữa, phải coi trọng, được, anh sẽ như coi trọng em vậy, coi trọng công việc, anh đâu có coi trọng tôi. Đừng nói nhiều. Dì ba, có thể giúp Lục Phong sắp xếp một công việc không? Không nhận tù nhân sao? Chú hai, công trình của chú xếp gạch, còn nhận người không? Cái gì, Chu Chu không cho mọi người tiếp xúc với con sao? Không sao, Lâm gia không nhận, tôi còn có bạn bè khác. Chủ tịch Châu, tôi muốn giúp Lục Phong tìm một công việc, anh có chỗ nào nhàn rỗi không? Anh không dám. Lục Phong là người tốt, anh ấy không đánh người đâu, alo alo. Hay là ngày mai tìm tiếp? Không được. Hôm nay nhất định phải sắp xếp cho anh. Giang Long Quang, chỗ anh còn tuyển người không? Tôi có một người, khỏe mạnh, dẻo dai, vừa ra tù, rất phù hợp với chuyên môn của anh. Nhận luôn, thật tốt quá, tôi biết rằng trong 360 nghề, nghề nào cũng có người xuất sắc. Anh hỏi tên anh ấy. Lục Phong. Đúng, là Lục Phong. Cô Lâm, cô cố ý đùa giỡn tôi sao? Tạm biệt. Làm sao tôi có thể không đưa anh đến gặp Long Vương, có vẻ như anh thật sự là nổi tiếng xấu xa, nếu vậy, tôi chỉ còn cách đưa anh đến gặp chú tôi. Nhược Tuyết. Người này, hoàn toàn không biết pha trà. Chú ơi, anh ấy pha trà, con thấy cũng được. Nhiệt độ nước quá cao, làm mất đi hương thơm của trà. Thất bại. Thời gian cho trà ra quá muộn. Màu sắc của nước trà không trong. Quá thất bại. Đây là lão bản Trương của tập đoàn Lĩnh Tiêu gửi.
không phải để hắn làm hỏng như vậy. Ồ hô, thằng nhóc này tính khí cũng lớn đấy. Chú, xin lỗi, anh ấy trước giờ không pha trà, chú đừng để ý. Thằng nhóc, ta chỉ vì nhược tuyết mà thôi, lần này ta sẽ không tính toán, nhưng phải nhớ, khi làm học trò của ta, phải học hành tử tế, đừng có cái tính nóng này, biết không? Trong tù, toàn tội phạm cấp thế giới, phục vụ xoa vai pha trà, nếu không, dạy tôi cách pha trà đi. Nhược tuyết, hắn đã từng ngồi tù, không trách được mặt hắn, có những hình xăm đáng sợ như vậy, con không phải nói với ta, rằng hắn đam mê nghệ thuật, nói dối ta sao? Không, nó không giống thế, anh ấy chỉ mắc sai lầm trong quá khứ, bây giờ anh ấy ổn rồi. Nhược tuyết, hãy để ta làm rõ ràng, nếu hắn lại phạm sai lầm lần nữa, ta sẽ đuổi đi, đến lúc đó, sẽ không tha cho con đâu, được rồi, con chắc chắn sẽ nói chuyện với anh ấy. Lục Phong, đã hứa với tôi điều gì? Chẳng phải tôi đã nói, làm việc chăm chỉ phải không? Chưa đầy một giờ, anh đã nổi cơn thịnh nộ rồi, với tính cách như anh, có thể đạt được những gì? Cứ phải mang những thói quen trong tù sao, đây. Công việc này không phù hợp với anh. Đây là vấn đề về sự phù hợp, bây giờ mọi người không sẵn lòng chấp nhận anh, ngay cả những người thế giới ngầm, như Trương Long Vương, cũng khinh thường anh, chỉ có chú tôi, sẵn sàng cho anh một cơ hội. Hành động của anh, thực sự làm tôi thất vọng rất nhiều, dù sao thì chỉ còn một ngày nữa thôi, hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa, Nhược Tuyết, hãy tin anh một lần nữa, anh nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Ôi, tưởng chạy đâu rồi, tìm khắp nơi mà không thấy, hóa ra, là chạy đến quán trà này, làm hầu bàn rồi. Chu Chu, là ai? Tên chết tiệt đó, phá hỏng hôn ước của tôi, còn giả mạo đế quân, thực ra, chỉ xứng đáng làm hạ nhân thôi. Tần Hữu Việt, giúp tôi xử lý hắn, không cần nói, tôi cũng sẽ xử lý. Tôi đã thích Nhược Tuyết từ lâu, ngờ đâu một tờ hôn ước, hắn lại trở thành hôn phu của Nhược Tuyết. Tôi có thể tha thứ cho hắn không? Nhân viên, mang menu đến, rắc rối rồi, sao lại là họ? Công việc của Lục Phong, lại không giữ được rồi. Anh chính là Lục Phong, tôi nghe Chu Chu nói về anh, nghe nói anh không có năng lực, không có quyền thế, còn không có khí phách. Luôn luôn mặt dày mày dạn, theo sau Lâm Nhược Tuyết. Hôm nay tôi muốn xem, da mặt anh dày đến cỡ nào. Lâm Chu Chu, các người đến đây là để uống trà. Nếu đến để kiếm chuyện, chúng tôi không chào đón. Cô là chủ quán này sao? Đừng lớn giọng, chúng tôi đương nhiên đến uống trà. Tên chết tiệt kia, đi, pha cho tôi ít trà phổ nhĩ. Bạn trai của tôi, anh ấy thích uống trà phổ nhĩ nhất. Anh ấy đang tới, vị hôn phu của cô, giám đốc tổng quản của tập đoàn Lĩnh Tiêu, Hoàng Tuấn Trác, đúng vậy. Gần đây anh ấy đang tìm kiếm một phạm nhân tử tù. Tìm mọi nơi không thấy, không ngờ lại gặp ở đây. Nhờ Chu Chu và vị hôn phu, tôi mới được làm việc tại tập đoàn Lĩnh Tiêu. Chu Chu và chủ tịch Hoàng đều là ân nhân của tôi. Hoàng Tuấn Trác vẫn chưa bị sa thải. Hoàng Tuấn Trác vẫn chưa bị sa thải. Anh nói gì thế? Nghe thấy không? Trà phổ nhĩ, nhanh đi pha cho khách. Thật là lạ mà. Trước kia dữ dằn lắm, giờ lại ngoan ngoãn thế này. Chắc chắn là bị vị hôn phu của cô dọa sợ. Dù sao, ai mà dám động tập Lĩnh Tiêu, quả là gan to bằng trời. Có trò vui để xem rồi. Chu Chu, những gì cô muốn tôi đều đã cho, sao vẫn không chịu buông tha chúng tôi? Sao tôi không buông tha cho các người? Nói cho cùng, hôm nay cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ thôi, sao có thể trách tôi được? Vậy cô nói, tổng giám đốc tập đoàn Lĩnh Tiêu muốn gây rắc rối với Lục Phong, đó là chuyện giữa họ, tôi không thể can thiệp. Cô Nhược Tuyết, không gặp một thời gian, sao em lại thế này? Anh nghe Chu Chu nói qua, tất cả đều do tên chết tiệt kia. Bây giờ thế này, em trở về với anh trước đi, không cần chịu đựng như vậy. Không cần đâu, tôi cảm thấy hiện tại cũng tốt. Cô hiện giờ ở đâu vậy? Tôi tìm mọi nơi không thấy cô. Chẳng lẽ cô thực sự cùng tên chết tiệt đó ngủ ngoài đường sao? Yên tâm đi, tôi ở chỗ mới tốt hơn trước nhiều. Bây giờ tôi sống ở Lục Vân Thiên Quế. Có một số người thật là chết vinh còn hơn sống nhục. Lục Vân Thiên Quế rõ ràng là nơi ở của người quyền quý nhất, tự xem mình như quý phu nhân. Nhược Tuyết nói ra những lời như vậy, những tổn thương lớn. Tên tù nhân chết tiệt kia, mau ra đây cho ta. Có chuyện gì? Ngươi đã làm Nhược Tuyết chịu tác động lớn như vậy, ngươi còn muốn lưu luyến cô ấy? Ngươi không xứng với cô ấy. Tôi không xứng đáng. Còn anh thì sao? Anh hãy buông Tần thiếu ra, buông tay. Lục Phong, ngươi đang làm gì thế?
Cửa hàng của ông sao vậy? Cho loại chết tiệt này, tác động lên người tôi, biết tôi đau thế nào không? Đây là cửa hàng của ông, các người còn muốn ngỡ nữa không? Tôi xin lỗi. Anh ấy là người mới, xin bỏ qua, đây là lá trà tặng ông, để bày tỏ lòng thành. Ông có quan hệ với tập đoàn Lĩnh Tiêu. Đúng vậy, tập đoàn Lĩnh Tiêu đã gửi cho tôi thiệp mời. Vào ngày mai, tham dự sự kiện đầu tư tối cao. Thiếu gia này, anh cũng đi cùng sao? Ai đi cùng với ông? Tôi đến từ tập đoàn Lĩnh Tiêu, chuyên viên phân tích thị trường. Quán trà của ông, quá tệ. Tôi sẽ báo cáo cấp trên, hủy bỏ tư cách được mời của ông. Ông muốn nhận được vốn đầu tư từ tập đoàn Lĩnh Tiêu, đừng nghĩ đến chuyện đó. Gì vậy? Trời ơi, thiếu gia này, tôi luôn kinh doanh chính trực, chăm sóc khách hàng một cách tận tâm. Xin thiếu gia, hãy tha cho tôi, bữa này, miễn phí. Ông nghĩ tôi quan tâm đến mấy đồng tiền đó sao? Xem tôi cần gì. Tên khốn Lục Phong này, đã làm phiền thiếu gia. Người đâu, đưa Lục Phong đi, đánh cho một trận tơi bời, để thỏa cơn giận của thiếu gia. Chú không thể làm vậy. Vậy tôi phải làm sao đây? Đó là phiền phức các người mang tới. Chẳng lẽ để cho quán của tôi bị hủy hoại sao? Cút đi. Lục Phong, anh thật sự khiến tôi không chống đỡ nổi. Lời đã hứa, không một lời nào là thực. Nói là sẽ làm việc tốt, vậy đừng gây rắc rối nữa, được không? Tôi muốn làm việc tốt, nhưng họ không cho phép. Đừng nói nhiều, nhanh xin lỗi Tần Thiếu đi. Xin lỗi anh ta không có tư cách. Bảo anh xin lỗi là vì tốt cho anh. Anh chẳng lẽ muốn bị họ đánh đập sao? Thật sự hết nói nổi. Tần Hữu Việt làm tốt lắm. Tôi chính là muốn họ rối loạn nội bộ. Lâm Nhược Tuyết không ai giúp đỡ, sẽ sớm trở thành đồ chơi trong tay của Tần Thiếu. Lên, đợi đã, ông Trương. Nếu để người của ông đánh họ, tôi có thể khiến tập đoàn Lĩnh Tiêu tăng đầu tư cho ông gấp 10 lần. Không biết xấu hổ, đang nói cái quái gì thế? Ngươi tưởng ngươi là ai, có thể khiến tập đoàn Lĩnh Tiêu ở đây làm nhân viên phục vụ, còn nói chuyện hoang đường. Không biết ai đã cho anh dũng khí. Dạ Thanh, trong 3 phút mua lại quán trà đẳng nhãn cho tôi. Anh ta nói trong 3 phút sẽ mua lại quán trà. Ngươi coi quán trà là cái gì? Chợ búa sao? Ngươi biết mua lại quán trà cần phải làm thủ tục gì không? Tôi không biết, người dưới quyền tôi biết. Là được, các người còn đứng đó làm gì? Lên đi, ông Trương, nếu ông không nhanh chân, khoản đầu tư của tập đoàn Lĩnh Tiêu sẽ không còn dành cho ông nữa. Ông chủ Trương, ông cứ chờ tôi 3 phút. Trong vòng 3 phút, nếu không ai mua lại quán trà, muốn sao cũng được. Lục Phong, anh có phải đã điên không vậy? Là ai đã cho anh dũng khí để anh ở đây lớn tiếng như vậy? Chẳng lẽ anh thấy hôm nay mất mặt chưa đủ sao? Được, Lục Phong, ta sẽ cho ngươi 3 phút. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi muốn xem anh ta bị đánh. Quỳ xuống, cầu xin cô nương này đi. Chu Chu không vội, để xem hắn ta muốn làm gì. Tôi không tin, Lục Phong này có khả năng đó. Có thể trước mặt người của tập đoàn Lĩnh Tiêu, khiến tập đoàn bỏ tiền mua lại quán trà. Nếu như Tần Thiếu đã nói như vậy, thì chúng ta cho hắn 3 phút. Tôi đã sống mấy chục năm, chưa bao giờ thấy chuyện lạ thế này. Tôi không tin, trong vòng 3 phút, có thể mua lại quán trà của tôi. Ông Trương, nghe đi. Chu Chu, cô nói anh ta là một tù nhân, sao lại kỳ quái như vậy? Có phải đã nhầm không? Tôi nói mà, có phải đã nhầm không? Nhìn hai người kìa, sợ hãi thế, làm sao có thể làm tôi sợ? Tôi chỉ là đang trêu chọc anh ta thôi. Trêu chọc con chó ngốc này, các người đang lãng phí thời gian mà. Cần gì phải nói chuyện với một tù nhân chứ? Bây giờ anh còn điều gì muốn nói không? Yến Dạ Thanh, không thể chậm như vậy. Cô ấy luôn rất đúng giờ. Tôi sẽ gọi điện một lần nữa, hỏi cho rõ. Đủ rồi, anh còn chưa thấy xấu hổ sao? Anh định giả vờ đến khi nào? Ông chủ Trương, ông đang do dự cái gì vậy? Không lẽ thực sự muốn để tập đoàn Lĩnh Tiêu mua lại quán trà sao? Không, không có chuyện đó. Dám trêu đùa ta. Người đâu, đánh hắn một trận. Đặc biệt là cái miệng của hắn, xem hắn còn mạnh miệng không. Lên. Tôi xem ai dám. Hoàng Tổng, tránh ra. Hoàng Tổng, hỗn xược. Ngươi biết hôm nay ngươi đã xúc phạm ai không? Hoàng Tổng, đã đánh nhầm người rồi. Người tù kia đây này, không lẽ hắn mặc quần áo nhân viên mà ông không nhận ra sao? Im miệng, tôi đánh đúng là Tần Hữu Việt. Tổng Yến, tôi không biết. Lục Phong là đế quân, xin hãy cho tôi một cơ hội bồi thường, chỉ một lần, tôi nhất định sẽ trước mặt anh ấy biểu hiện thật tốt. Hoàng Tổng, tôi làm sai chuyện gì?
Hôm qua ta đã giúp ngươi làm thủ tục nhận việc, hôm nay ngươi lại gây rối phải không? Tôi không gây rắc rối. Lâm tiểu thư, xin hãy nói cho tôi, vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nhược Tuyết, hãy kể cho ông ấy nghe. Chuyện vừa xảy ra ở đây, đó là bạn trai của Lâm Chu Chu, anh có chắc anh ấy sẽ giúp ta không? Lâm tiểu thư, tôi đến đây là vì công việc, chắc chắn sẽ không thiên vị. Tần Hữu Việt, dưới danh nghĩa tập đoàn Lĩnh Tiêu, làm loạn và dùng thiệp mời để uy hiếp, yêu cầu chú của Lâm Nhược Tuyết giúp đỡ hắn, anh nghĩ nên xử lý thế nào? Tuấn Trác, là quán trà này không đạt tiêu chuẩn tiệc của tập đoàn Lĩnh Tiêu, anh xem, họ còn mời tù nhân làm nhân viên, nhiều lần muốn đánh chúng tôi. Tần Hữu Việt chỉ là đang thực hiện trách nhiệm chính đáng, loại bỏ quán trà không tuân quy tắc, anh ấy làm vậy cũng rất phải chăng? Đấy, mấy rồi. Chính là như vậy. Hoàng tổng, anh có thể giúp chúng tôi bảo vệ công lý không? Bảo vệ cái gì chứ? Tôi nghĩ chính các người đang vu khống người khác. Cô Lâm và Lục Phong đều là những người tốt, sao họ có thể gây rắc rối cho các người? Hoàng Tuấn Trác, anh đang nói gì vậy? Ai mới là bạn gái của anh? Ông chủ, bạn tôi đã gây rắc rối cho ông. Ông sẽ không thiếu lời mời từ tập đoàn Lĩnh Tiêu, chắc chắn không thể thiếu. Ông có thể chấp nhận tái tuyển dụng tù nhân làm việc không? Ông chủ, tôi sẽ phản hồi với tập đoàn, chắc chắn sẽ quan tâm đặc biệt. Ông không cần phải lo lắng gì nữa. Đây là danh thiếp của tôi, ngày mai ông cứ đợi phát tài. Chú, sao chú không nhanh chóng nhận lấy danh thiếp của Hoàng Tổng? Thực ra là, tôi cũng không làm gì nhiều. Lục Phong, là cháu gái tôi, Lâm Nhược Tuyết, giới thiệu đến, làm việc ở đây, cũng không đáng kể. Phải không, ông chủ không biết, có thể giữ Lục Phong ở lại cửa hàng, là may mắn lớn trong đời ông, thật sao? Hoàng Việt Trác, anh biết hôm nay, anh đã làm gì không? Anh đứng về phía em, hay là Lâm Nhược Tuyết? Im đi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Chu Chu, là tập đoàn Lĩnh Tiêu, tài trợ cho, không thể có tin tức tiêu cực, hôm nay, đều tính vào tôi. Chủ tịch Hoàng, xin hãy bình tĩnh. Đừng để chuyện này ảnh hưởng, ngươi có tư cách gì, đến đây hòa giải. Máu cút đi, nhận báo cáo thôi việc. Cái gì, tôi phải thôi việc luôn sao? Không thì sao, trước khi thôi việc, muốn ta tìm người, đánh ngươi một trận sao? Chu Chu, nhanh giúp tôi với. Hoàng Tuấn Trác, hôm nay anh sao vậy? Tôi biết rồi, có phải anh và Lâm Nhược Tuyết bắt đầu qua lại với nhau? Nếu không thì, sao lại giúp cô ta như vậy? Tôi đã nói, về nhà sẽ giải thích với cô. Lâm Chu Chu, chủ tịch Hoàng không giống cô, anh ấy là người hiểu chuyện. Tôi và Lục Phong chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, sau này cô có thể đừng đến quấy rối liên quan gì đến cô. Hoàng Tuấn Trác, anh và Lâm Nhược Tuyết bắt đầu qua lại với nhau thì cứ nói thẳng, còn giấu giếm cái gì? Tôi có gì kém so với cô ta? Anh nói đi, là cô ta quyến rũ anh hay là anh chủ động tìm đến cô ta? Đủ rồi. Lâm tiểu thư là người phụ nữ của đế quân, làm sao cho phép cô sỉ nhục Hoàng Tuấn Trác? Người có hôn ước với Lâm Nhược Tuyết là Lục Phong, sao lại trở thành người phụ nữ của đế quân? Anh biết anh đang nói gì không? Tôi tất nhiên biết, là cô ngu đến mức đáng sợ. Lục Phong chính là đế quân. Hoàng Tuấn Trác, tôi không ngờ anh vì muốn ở bên Lâm Nhược Tuyết gắn bó với nhau, ngay cả lý như vậy cũng nghĩ ra được. Bậc thượng nhân làm sao có thể ở quán trà thế này làm phục vụ, là anh điên hay tôi điên? Thật nực cười. Chu Chu, Hoàng Tổng, đừng quan tâm đến Lâm Chu Chu, cô ấy là loại người đổi trắng thay đen, hôm nay may có anh giúp tôi, nếu không chúng tôi còn không biết phải làm sao. Hoàng Tổng, lúc nãy ông nói tập đoàn Lĩnh Tiêu ngày mai sẽ giúp đỡ tôi, thật sao? Tất nhiên rồi. Nhược Tuyết, cuối cùng con cũng giới thiệu vị khách quý cho ta. Đừng lo, Lục Phong, hãy yên tâm làm việc ở đây, có chuyện gì cứ nói với tôi. Anh làm việc như thế nào vậy? Không những đến muộn mà còn không theo yêu cầu của tôi mua lại quán trà trong 3 phút. Làm như vậy làm tôi rất không vui. Không phải, hôm nay tôi ban đầu là đến quán trà Đẳng Nhàn để uống trà, sau đó nhận được tin tức nói là để tôi đến xử lý việc này, tôi tưởng mình nhìn nhầm. Dù sao đi nữa đây cũng quá trùng hợp, vì vậy trễ mất một chút thời gian về việc mua lại quán trà. Hiện tại tài chính không đủ, đó là vấn đề của anh. Anh đã không chỉ một lần làm tôi thất vọng, tôi sẽ không cho anh cơ hội nữa. Anh và Tần Hữu Việt giống nhau, cút đi cho tôi. Tập đoàn Lĩnh Tiêu không giữ người như anh.
Lục Phong, sao lại nói chuyện với Hoàng Tổng như vậy? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Nói đúng đấy. Tôi sẽ về từ chức ngay bây giờ. Đi đi. Nhắc tên tôi, để tập đoàn đưa ít trợ cấp. Hoàng Tổng, anh không thể đi. Vậy lời anh có giá trị không? Lục Phong, anh định làm gì? Tôi làm gì? Hoàng Tổng vì anh, bỏ qua mặt mũi và quan hệ, làm việc một cách công bằng, vì lợi ích của ta. Anh đang làm gì vậy? Anh ấy đến muộn, tôi nói là 3 phút, và anh ta không hành động. Theo quy định của tôi đã nói rất rõ ràng. Lục Phong, đủ rồi. Anh coi mình là cái gì vậy? Hành động của người khác chẳng liên quan gì tới anh cả. Người ta, Hoàng Tổng, đến đây với Lâm Chu Chu chỉ đơn giản là không chịu được bất công, thấy bất bình ra tay giúp đỡ thôi. Anh đang quá tự cao. Nhược Tuyết, cô quá ngây thơ. Nếu tôi không có quyền lực, anh ta có thể ngoan ngoãn làm theo lời không? Tôi ngây thơ, ai mới là người ngây thơ chứ? Nếu anh thực sự có khả năng lớn như vậy, anh sẽ ở đây. Còn không phải là cô bảo tôi đến đây sao? Vậy anh làm điều này vì tôi sao? Nếu không thì sao? Được, vậy anh hãy trở thành người đàn ông chính trực, ngay thẳng, tuyệt đối không làm người khác phải lo lắng. Anh có thể làm không? Tôi luôn như vậy mà. Nhược Tuyết, đến ngày mai tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn. Lục Phong, đừng giả vờ nữa. Ban đầu là anh đến Lâm gia với giấy hôn thú, khiến tôi mất công ty, mất xe hơi, mất nhà cửa. Tôi đã mất tất cả. Đến bây giờ, anh lại nói với tôi, anh có thể cho tôi mọi thứ. Tôi thề, Lâm tiểu thư, tôi sẽ mua biệt thự cho cô. Hay là hẹn hò với tôi đi. Lâm tiểu thư, tôi rất chân thành. Tôi sẽ lái xe thể thao, đưa cô đi dạo, mặc dù nó là thuê. Tôi có quyết tâm phấn đấu. Lâm tiểu thư, cô bỏ tiền ra, tôi giúp cô quản lý công ty. Chuyện gì vậy, Nhược Tuyết? Về công ty một chuyến đi, có chuyện ở công ty rồi. Châu Vân và Lâm Quốc Châu đã đến công ty, nói rằng công ty mỹ phẩm giờ là của họ. Họ muốn giảm lương, giờ nhân viên đang nổi loạn. Tôi sẽ ngay lập tức. Tôi sẽ đến công ty một chuyến. Anh có thể làm việc cẩn thận không? Cô đang trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi sợ sẽ có người hại cô. Bây giờ anh là điểm yếu lớn nhất của tôi. Tôi đã không còn gì cả. Anh muốn tôi làm sao? Cô không phải không còn gì cả. Vẫn còn tôi. Thôi được rồi, đừng làm rắc rối thêm. Con gái, cuối cùng con cũng đến. Châu Vân và Lâm Quốc Châu bị bệnh, muốn cắt giảm nửa lương. Chúng ta sống sao bây giờ? Cắt nửa lương, Lâm tiểu thư, số tiền này, chúng tôi ăn còn không đủ. Chúng tôi cũng đã cùng cô phấn đấu. Tại sao công ty lại như thế này? Đúng vậy, công ty là tâm huyết của chúng tôi. Lẽ nào muốn đẩy chúng tôi ra ngoài sao? Bác trai, Lâm Chu Chu lấy đi công ty, chính là cho các người. Làm hỏng bét, hỏng bét, cô nói quá rồi. Tôi cảm thấy, công ty Thanh Khê, không cần nhiều người như vậy. Điều chỉnh lương, cũng là để người không có khả năng, tự rời đi. Như vậy, công ty mới có thể vươn xa. Các người rõ ràng là, muốn đuổi đi nhân viên cốt cán, để lấy lại cổ phần, rồi bán công ty Thanh Khê, giết gà lấy trứng. Bác lớn, công ty mỹ phẩm Thanh Khê, là tôi từng bước gây dựng nó lên, nó giống như con của tôi. Ông giữ nó, chỉ sẽ mang lại cho ông lợi ích lớn hơn. Họ đều là người của cô. Ai có thể đảm bảo, họ vì chúng tôi mà làm việc, lấy lòng dạ kẻ tiểu nhân, đo lường bụng quân tử. Chỉ vì các người là họ hàng của Lâm Tổng, chúng tôi cũng không thể làm loạn. Họ đều là những người có gia đình. Các người đẩy họ đi, sau này họ phải làm sao? Liên quan gì đến ta? Mỗi người đều có tay có chân, lẽ nào chết đói được sao? Nhược Tuyết, đừng phí lời nói với họ. Thực ra họ chỉ muốn bán công ty lấy tiền, một lần và mãi mãi mà thôi. Nếu như vậy, tôi mua lại công ty là xong. Anh mua bằng cách nào? Yến Dạ Thanh, đến công ty Thanh Khê một chuyến. Lâm Tổng, anh ta là ai vậy? Nhìn dấu vết trên mặt, chẳng lẽ là vừa ra tù sao? Hơn nữa, Yến Dạ Thanh là ai? Tên tù nhân này sao cũng đến đây? Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Ngươi đến đây, muốn làm mất mặt con gái ta sao? Các người có lẽ chưa biết, đây chính là Lục Phong. Chính là vị hôn thê của Lâm Nhược Tuyết. Lục Phong không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt, mà còn vừa mới được cải tạo xong, vừa ra tù. Lâm Tổng, các người có vẻ như đã tìm được báu vật lớn. Loại người đó, không phải giống tôi sao? Anh ta cũng đáng mua công ty mỹ phẩm Thanh Khê sao?
còn giả vờ. Người nói, Yến Dạ Thanh. Chẳng lẽ là người của tập đoàn Lĩnh Tiêu, Yến Tổng sao? Bà đoán không sai, chính là cô ấy. Lục Phong, ngươi thực sự làm ta cười chết. Yến Tổng là ai? Mà lại nghe lời một tù nhân như ngươi, Lâm gia dùng toàn bộ sức lực của gia tộc, cũng không chắc có thể mời được Yến Tổng. Ngươi coi mình là ai? Có gì đâu. Cô ấy là do tôi, tự tay nuôi dưỡng, tôi bảo cô ấy mua lại công ty của Nhược Tuyết. Đó là trách nhiệm của cô ấy. Lục Phong, anh đừng nói nữa được không? Còn không biết xấu hổ sao? Cố chứng tỏ, ngươi biết Yến Dạ Thanh sao? Nơi này là để giải quyết vấn đề cho nhân viên, đây không phải là chỗ anh có thể nói những điều vớ vẩn. Vậy tôi bỏ tiền ra là được. Này, cái gì, nói cái gì cơ? Yến Dạ Thanh, Yến Tổng đã đến. Cái gì? Tổng Yến thực sự đã đến. Tập đoàn Lĩnh Tiêu đã mời chúng ta tham gia hội nghị đầu tư tối cao, rõ ràng là hướng đến Lâm gia ta. Chẳng lẽ lại là vì cô, Lâm Nhược Tuyết sao? Quả cả 20 tỷ của đế tôn dành cho Lâm Nhược Tuyết đã bị tên tù nhân kia làm mất, không vì hai người họ. Có lẽ, vị đại nhân này một khi vui vẻ, đối tượng hôn nhân mà ngài ấy thích, lại là Chu Chu nhà chúng ta. Nhìn này, tìm được cái gì thế? Hai người các người, thực sự là sống trong mộng ảo. Phẩm hạnh các người như vậy, chẳng trách đã nuôi dưỡng Lâm Chu Chu, loại phụ nữ tham lam không biết đủ. Ngươi nói cái gì? Đừng chắn đường, mọi người yên lặng. Yến Nổn, đừng hiểu lầm, tất cả đều là người nhà. Yến Tổng, cô đến đây để hợp tác với Lâm gia tôi phải không? Lần này tôi không đến muộn chứ? Chuyện này là sao? Vệ sĩ của Yến Tổng, sao lại đánh chúng tôi? Còn ôm tên tù nhân đó, không biết nữa, chắc là nhận nhầm người. Còn phải nói, chắc chắn là nhận nhầm. Người như Lục Phong, cúi đầu ngậm giày cho Yến Tổng, cũng không đủ tư cách. Dạ Thanh, mau buông ra, hôn thê của tôi ở đây. Hóa ra cô chính là Lâm Tổng, rất hân hạnh. Vâng, hân hạnh, luôn nghe đế quân nhắc đến cô. Thật tốt, có khí chất của nữ đế quân. Thật sao, Yến Tổng, cô có lẽ nhầm rồi. Trách nhiệm của cô là người trực tiếp trả lời thư cưới dành cho Chu Chu nhà tôi. Cô định làm gì thế? Lâm Chu Chu cũng xứng sao? Hay là, các người hiểu nhầm, chuyện của chúa tể? Yến Tổng đừng cười. Ban đầu, dự định kết hôn với Lục Phong là Chu Chu nhà chúng tôi. Có thể là đế quân nghe nói về Chu Chu và hôn ước của Lục Phong, khi không vui, quyết định cưới Lâm Nhược Tuyết. Nhưng bây giờ, Lâm Nhược Tuyết lại đồng ý thay thế Chu Chu nhà tôi hoàn thành hôn ước với Lục Phong. Chu Chu nhà tôi bây giờ độc thân, cô ấy mới là người phụ nữ được đế quân ưa chuộng. Được đế quân ưa chuộng? Vậy sao, Yến Tổng, xin cô, vì mặt mũi của đế quân, hãy ủng hộ Lâm gia của chúng tôi, giúp Lâm gia đầu tư vài tỷ, nếu như vậy, chúng tôi cũng không coi thường. Đúng đúng đúng, có thể từ chỗ đế quân lấy ra cho Chu Chu nhà tôi một phần nhỏ trong số 200 tỷ, chúng tôi cũng rất hài lòng rồi, muốn thì đến chùa cầu nguyện. Nhược Tuyết, cô có muốn thử không? Để Yến Tổng giúp đỡ mua lại công ty từ tay họ, trả lại cho cô. Làm sao Yến Tổng có thể làm loại việc đó? Điều đó hoàn toàn là viển vông. Lục Phong, người quá tệ, dựa dẫm vào Lâm Nhược Tuyết còn công khai muốn làm trò cười. Yến Tổng đã nói rồi, muốn cầu nguyện thì đến chùa, Nhược Tuyết mọi chuyện đều có thể. Cô thử xem sao, Nhan Tổng, cô có thể mua lại công ty không? Nhân viên của tôi rất cần công việc này, sau này tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho cô, ha ha. Cô nghe lời tên tù nhân đó sao? Làm sao Nhan Tổng có thể tặng cô một công ty chứ? Vậy tôi đề nghị giá cho công ty Tây Quan là 2 tỷ, Nhan Tổng, không thể chỉ cho tôi 2 tỷ, phải không, Nhan Tổng, công ty này không đáng giá 2 tỷ đâu. Đúng đúng đúng, tôi không coi trọng, anh ta là tù nhân, nói đùa với cô đấy. Ý tôi là, 200 triệu rơi vào tay các người, không đáng, chỉ là một công ty mỹ phẩm mà thôi. Tôi trực tiếp thành lập một công ty mới, tuyển đủ nhân sự cũ không mua lại của họ. Mỗi nhân viên, lương là gấp 3 lần nơi này, toàn bộ cổ phần, thuộc về cô Lâm, cô thấy sao? Được, không phải là một kế sách tồi, cuối cùng cũng không phải nhịn nữa. Nếu là toàn bộ nhân sự cũ, tôi sẵn sàng đi ngay cả khi bị cắt giảm lương. Cậu không đùa với chúng tôi đấy chứ? Những nhân viên của chúng tôi đều có hợp đồng, để săn trộm chúng, cô sẽ phải bồi thường cho chúng tôi một khoản phí vi phạm hợp đồng rất lớn. Ông nên đến phòng pháp lý Linh Tiêu để lấy nó. Tôi chính thức mời tất cả các vị gia nhập công ty mỹ phẩm Linh Tiêu. Cô nghĩ sao, cô Lâm? Nhược Tuyết, à, đừng ngại chấp nhận lời đề nghị của Nhan Tổng. Tôi chấp nhận lời đề nghị của Nhan Tổng.
tại hội nghị đầu tư tối cao, đang chờ cô, cứ qua đây đi, mọi vấn đề tiếp theo, chỉ cần rời khỏi nhóm Linh Tiêu, chào mừng cô trở thành một phần của tập đoàn Linh Tiêu. Mọi thứ đã được giải quyết, tôi cảm thấy nhẹ nhõm với công việc của cô. Nhan tổng đây là gì vậy? Bà im đi, nếu tôi nhớ chính xác, ngành kinh doanh chính của nhà họ Lâm là vật liệu xây dựng. Một dự án hợp tác từ tập đoàn Linh Tiêu, đúng rồi, tập đoàn Linh Tiêu, sắp thành lập chi nhánh, sử dụng vật liệu xây dựng, tất cả đều là của nhà chúng tôi, đúng đúng đúng, chúng tôi ở đây là, nhờ vào phúc của Hoàng Quân Bằng. Nhan tổng, chúng tôi vẫn là đối tác hợp tác, ai muốn hợp tác với bà? Mọi hợp tác với nhà Lâm, tất cả đều được hủy bỏ, nhà cung cấp vật liệu xây dựng lập tức đổi người. Nhan tổng, cô không thể không cho mặt mũi của người tối cao hả? Nhược Tuyết đã đi theo, kẻ trốn chạy kia, lựa chọn tốt nhất của người tối cao, chỉ có con gái nhà tôi, nếu người tối cao biết cô, chống lại chúng tôi, để cô không thể nuốt trôi, ồ, thật sự. Thế thì tôi sẽ đợi, bất cứ điều gì, tôi đang đợi Chu Chu của tôi, kết hôn thành công với đấng tối cao, sau đó sẽ thay thế cô, trong tất cả các vai trò của cô, chỉ cần cô chờ đợi, sẽ có nước mắt vì cô, Chí Tôn đại nhân, anh có để Lâm Chu Chu, thay thế vị trí của tôi không? Cô đi lo việc của cô đi, đừng nghịch nữa, được, vậy tôi về trước đây, sắp xếp việc thành lập công ty mới. Tạm biệt nhé, tôi sẽ đến công ty mới, tôi sẽ đến tập đoàn Linh Tiêu. Công ty này không bán được nữa, giấc mơ của các người cũng nên kết thúc, chẳng được gì sau cùng, quả là ác giả ác báo. Vận may luân chuyển, làm sao có thể như vậy, tôi thấy Nhan Nhã Khánh này, không giống như tổng giám đốc của tập đoàn Linh Tiêu, trước mặt Lục Phong một khuôn mặt. Trước mặt người khác, lại là một khuôn mặt khác, tổng giám đốc nào lại như vậy, Lục Phong, vừa rồi Nhan tổng gọi anh là Chí Tôn, Chí Tôn, Chí Tôn cái gì chứ, tôi xem, 9 phần 10 là Lục Phong tìm diễn viên, bà không nghe thấy Nhan tổng nói gì sao? Về việc thành lập công ty mới, một cuộc điện thoại duy nhất, đã hủy bỏ sự hợp tác của nhà họ Lâm, tôi hỏi bà, ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, các đối tác của nhà họ Lâm, đã lâu rồi không gọi lại cho tôi, tất cả chỉ là miếng bánh trên bầu trời. Không có thắc mắc, Nhan Nhã Khánh, ôm mà ôm ngay từ đầu. Chắc là người phụ nữ nào đó của Lục Phong, một người phụ nữ đáng ngờ, tự lừa dối mình đến mức này, bà thực sự không thể cứu được nữa, chúng tôi đang tự lừa dối mình. Cậu không đề xuất, đó là những gì Nhan Nhã Khánh đã nói, vậy cậu là người tối cao phải không? Nhược Tuyết, hãy để tôi thông báo cho cô, hừm, những nỗ lực của Lục Phong này, để giành được sự ưu ái của cô, chắc là để đạt được điều gì đó, từ cô. Bố ơi, không xong rồi, vừa rồi, tất cả khách hàng đã hủy hợp đồng của họ với chúng ta. Sao vậy, tin xấu hả? Sao vậy? Chồng, chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao lại ra đi mà không nói một lời? Chu Chu cho biết khách hàng đã chấm dứt hợp đồng, chúng ta quay lại xem nào, nhanh lên, con gái. Con vừa nhìn thấy Lâm Quốc Châu và Chu Vân hai người đó, biểu cảm mặt họ chưa? Thật là sảng khoái. Sự thật vả vào mặt họ, họ ấy, không thấy quan tài không đổ lệ. Hừm, có Nhan tổng làm chỗ dựa, lúc này, nhà họ Âm cũng không dám, trừng phạt chúng ta nữa. Ừ, ta biết mà, con gái tôi là tốt nhất, về sau này, chắc chắn sẽ lấy vào gia đình giàu có. Cậu là một người bị kết án, tốt nhất hãy tránh xa con gái tôi ra, nếu không thì, cậu đang cản trở tương lai tuyệt vời của Nhược Tuyết. Mẹ ơi, mẹ quên rồi à, vừa rồi là Lục Phong, người đã giúp đỡ chúng ta, vô lý. Những gì hắn mang đến cho chúng ta, những gì hắn làm chỉ là để trưng bày, có lẽ đấng tối cao vẫn còn tình cảm cũ với con, bí mật giúp con một tay. Con và đấng tối cao rất hợp nhau, nhìn thấy, nhìn. Ta đã nói rồi mà, chỗ tôi đánh có đau không, tôi nói cho cậu biết. Từ bây giờ trở đi, không được lại gần con gái tôi nữa, nghe thấy không? Mẹ không có chuyện ngẫu nhiên đến thế, vừa rồi chính là Lục Phong đã giúp chúng ta. Hơn nữa, hôn ước của con là do ông nội định ra, không ai có thể thay đổi, hỗn xược. Thôi không nói về điều này, chúng ta đi ăn mừng thôi, Lục Phong anh đi cùng nhé. Chu Chu có chuyện gì vậy, Nhan Nhã Khánh, thật sự đã hủy bỏ, tất cả hợp tác của chúng ta. Mẹ, Nhan Nhã Khánh, đó là Hoàng Quân Trác, Lâm Nhược Tuyết đó, con không biết bằng cách nào. Cô ấy đã quyến rũ bạn trai của con, tập đoàn Linh Tiêu, đột ngột hủy bỏ hợp tác, tất cả đều là Hoàng Quân Trác. Ta biết mà, với Lục Phong này, hắn có khả năng gì? Nhan Nhã Khánh, hóa ra tất cả là do Lâm Nhược Tuyết được kết nối với Hoàng Quân Trác. Trong ấn tượng của tôi, Lâm Nhược Tuyết sẽ không làm một việc như vậy. Bố,
Con không biết, Lâm Nhược Tuyết cô ấy chỉ là một ngụy trang tốt, trà xanh. Tại nhà chú của Lâm Nhược Khê, Hoàng Quân Trác luôn chống đối con, đứng về phía Lâm Nhược Khê, điều đó chưa đủ rõ ràng sao? Hoàng Quân Trác, anh đã tham gia vào việc này. Lâm Nhược Tuyết, cứ nói ra, tại sao phải trốn và giấu đi? Sao tôi kém cỏi thế? Với con nhỏ này, nói cho tôi, cô ấy có quyến rũ anh không? Hay anh đã chủ động tìm kiếm cô ấy? Đủ rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta bị bên A hủy hợp đồng. Bà biết chưa? Bà, hiện tại có lẽ vẫn chưa biết, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi. May mắn là, chúng ta đã có được cổ phần của công ty Tây Quyền. Tệ nhất cũng chỉ đổi chắc, cũng còn chấp nhận được. Ba, mẹ sao vậy? Không lẽ, công ty Tây Quyền cũng gặp rắc rối? Công ty Tây Quyền đã bị Lâm Nhược Tuyết lấy trống rỗng, cô ấy muốn tại Linh Tiêu, thành lập một công ty mới, vô tình, chúng ta đã đến một ngõ cụt. Cái gì? Lâm Nhược Tuyết phản đối tôi mọi lúc mọi nơi, thực sự nghĩ rằng tôi không thể làm gì được cô ấy, con muốn làm gì? Hừm, cách cô ấy gây sự với bạn trai con sẽ gây rối với cô ấy theo cách tương tự, nghe có vẻ công bằng phải không? Tần Hữu Vi, không phải cậu luôn thực sự thích Nhược Tuyết, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một cơ hội, cuộc gặp gỡ thân thiết với Lâm Nhược Tuyết, nhưng tôi có một điều kiện. Gửi cho tôi video của cô ấy. Không vấn đề, Lâm Nhược Tuyết, dính dáng đến Hoàng Quân Trác, khiến tôi phải nghỉ việc, cô nói tôi phải làm sao bây giờ? Chu Hu, nếu chúng ta lấy lại được hợp đồng của bên A thì, Lâm Nhược Tuyết, đấu tranh kiểu này, không có ý nghĩa gì cả. Bố, dù sao Lâm Nhược Tuyết cũng là một mình chiến đấu, chỉ cần có đủ thời gian, cô ấy không thể là đối thủ của cả nhà họ Lâm. Sự cố lớn nhất trong vụ này, vì vậy vào ngày mai, hội nghị đầu tư, cô ấy sẽ nhận được sự ưu ái tối cao. Tuy nhiên, miễn là con có video bê bối của Lâm Nhược Tuyết, con không tin, cơ quan quyền lực tối cao, vẫn sẽ có ấn tượng tốt về cô ấy. Xuất sắc. Con gái quả là thông minh. Không phải là chạy đua về phía trước, nhưng về việc không ngừng nghỉ, sau ngày mai. Con muốn thấy, những gì cô ấy sẽ làm. Lão Lý gọi, Lão Lý, có chuyện gì vậy? Cô nói cô sẽ đi, báo cáo từ bộ phận tập đoàn Linh Tiêu, họ nói, không có những điều như vậy, và họ đánh cô. Cái gì, ý cậu là Lục Phong, đang lừa dối chúng tôi, Nhan Tổng cũng là giả. Người dựng chuyện không phải là tôi. Cậu có ý nói, nhân viên cũ của tôi đang nói dối tôi, họ đang đùa giỡn với chính họ. Không, ý của tôi là, họ có thể đã được thiết lập, những người đánh họ không phải người của Linh Tiêu, chắc chắn phải có ai đó đang cố gắng. Tốt nhất cậu đừng lừa dối chúng tôi, nếu như thật sự như Chu Vân nói, người Nhan Tổng cậu tìm là một diễn viên. Tôi không tha cho cậu. Không được, tôi phải đi xem. Nhược Tuyết, em đến Linh Tiêu tập đoàn, cũng không giúp được gì, để anh đi, tin anh đi. Náo loạn, có còn ở đây, anh ta lúc nào cũng gây họa. Không có còn ở đây, Lục Phong này, chưa biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhược Tuyết, thật là trùng hợp, cậu cũng ở đây. Đó là Tần thiếu gia. Nào, ngồi đi, chúng ta hãy ngồi vào bàn. Thôi nào. Có cái gì đó, chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Đầu tiên ngồi với Tần thiếu gia. Tần thiếu gia, có thể giúp chúng tôi giải quyết nó. Nhược Tuyết, cậu đã gặp phải một số loại vấn đề. Không, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi biết, trước đây ở quán trà, chúng tôi đã có một số điều khó chịu. Tôi cũng xin nghỉ việc từ tập đoàn Linh Tiêu, nhưng tôi ở tập đoàn tài chính Linh Tiêu, vẫn có một số mối quan hệ, có chuyện gì, có thể tìm tôi, vẫn có thể nói vài lời. Tôi biết mà, Tần thiếu có tài, cô, tôi đang không vui, có thể cùng tôi uống vài ly không? Cùng cùng. Chờ đã, cô thử xem, rượu cổ trang này của tôi thế nào. Rượu tốt do Tần thiếu tự mang đến, thì còn gì tốt hơn? Mẹ, con không uống rượu. Tần thiếu ở đây, con không uống một ly hả? Đó là loại quy tắc gì? Hay là thế, với mẹ ở đây, con cảm thấy khó chịu, điền vào nó. Thôi nào, chúc mừng, uống đi nào. Mẹ, tại sao con cảm thấy chóng mặt thế? Và cơ thể con cảm thấy nóng, cô gái ơi. Con có thể cải thiện chịu đựng rượu. Nhìn ta này. Chậc, không ngờ Lâm Chu Chu lại đã sử dụng một loại thuốc mạnh như vậy, hành động nhanh như vậy,
không coi chị họ của mình ra gì. Tần thiếu, người phụ nữ này quá xuất sắc. Một lát nữa, cho phép chúng tôi cũng chơi một chút. Lâm Nhược Tuyết chỉ dành cho tôi chơi. Về mẹ cô ấy, nếu các người muốn chơi, cũng có thể chơi một chút. Cảm ơn Tần thiếu, tôi thích kiểu này, đưa cô ấy đi. Hôm nay tôi muốn nếm thử một chút hương vị của Lâm Nhược Tuyết. Thực sự là xuất sắc. Khi đi học giáo viên chủ nhiệm đã nói cô có thể chất đặc biệt, không thể bị đàn ông chạm vào. Nhưng tôi thấy cô bị Lục Phong chết tiệt đó chạm vào, cũng không có phản ứng gì. Hôm nay tôi muốn xem, cuối cùng cô có phải đang giả vờ không? Suýt nữa thì quên, còn có Lục Phong. Không trừng phạt hắn ta một lần tôi không cam lòng. Cậu biết cậu mang lại cho Nhược Tuyết ảnh hưởng lớn như thế nào không? Cậu còn đeo bám cô ấy, cậu hoàn toàn không xứng với cô ấy. Tôi không xứng. Ngươi xứng chứ? Thả ra. Ta cho hắn ta xem, ta có xứng không? Chơi với bạn gái của hắn ngay trước mặt. Còn có một hương vị khác. Cái này không phải tốt lắm sao? Cũng không có chuyện gì, phải nói với Nhược Tuyết một tiếng. Điều này có nghĩa là ai đó đang cố tình gây rắc rối. Chào, Lục Phong, ngươi nghe rồi phải không? Khách sạn quốc tế phòng 808, nhanh lên và đưa mông ngươi đến đây. Nếu ngươi đến muộn, ngươi sẽ không nhìn thấy ta chơi đùa với vợ sắp cưới của ngươi. Dám chạm vào Nhược Tuyết. Chết. Khi Lục hắn ta đến, đầu tiên là đánh gãy chân cho ta nghe chưa? Đừng lo lắng Tần thiếu, với chúng tôi ở đây, thậm chí không có một con ruồi không thể trốn thoát. Máy quay đã sẵn sàng chưa? 360 độ không góc chết. Rất tốt. Nóng, có vẻ như thuốc đã phát tác dụng. Sao hành động chậm thế? Ta không chờ nữa. Nóng. Nóng quá, Nhược Tuyết tôi đến đây. Ai gọi điện cho ta đấy? Lâm Chu Chu. Alo, Tần Hữu Việt, nhắc anh một lần nữa. Đừng quên quay phim, nếu có chuyện xảy ra, không ai bảo vệ anh đâu. Được rồi, chuẩn bị, bao phủ 360 độ không có điểm mù. Thật là rắc rối. Tên ngốc nào? Lại bịt mắt máy quay thế này, cứ coi chừng ta đấy. Nhược Tuyết, tôi đang đến đón cô, ai dám chạm vào Nhược Tuyết? Lục Phong. Sao ngươi đến đây nhanh thế, những người ở ngoài cửa đâu rồi? Nhược Tuyết, cô bị đánh thuốc mê sao? Ngươi đang muốn chết sao? Người đâu? Đánh gãy chân hắn đi cho ta, nhanh. Đánh gãy chân hắn cho ta, nhanh. Các ngươi đều đáng chết. Cái gì, và ngươi? Nói, ai bảo ngươi làm điều này? Đó là Lâm Chu Chu, cô ta bảo ta làm điều đó. Video của Lâm Nhược Tuyết. Để cấp trên phải từ bỏ cô ta muốn sử dụng cách này, để thoát khỏi ngươi. Nóng quá, nóng quá. Nhược Tuyết dậy đi, cô bị đánh thuốc mê, tôi không muốn lợi dụng cô. Lục Phong, tôi biết đó là anh, có thể khiến tôi cảm thấy an toàn như vậy. Hình xăm trên khuôn mặt của anh. Sự hòa hợp của âm và dương, thực sự có thể bị loại bỏ không? Trời đất! Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nhược Tuyết đấu với tôi, cô còn non lắm, cô bị tên Lục Phong kia, sỉ nhục, người cao quý, không thể quan tâm đến cô nữa. Tôi ra lệnh cho cô khi tỉnh ngay lập tức đến công ty, chi nhánh của tập đoàn Lĩnh Tiêu, nếu không, tôi sẽ công bố đoạn ghi hình này, ra công chúng, đồng thời Lục Phong cũng sẽ mất mạng. Thôi nào, chúc mừng. Chính là hắn ta Tần Hữu Việt, hắn ta đánh thuốc mê mình, Lục Phong để cứu mình. Bị Lâm Chu Chu tống tiền. Lâm Chu Chu, đừng lôi Lục Phong vào chuyện này, tôi sẽ đi ngay, đến tập đoàn Lĩnh Tiêu. Mẹ, tại sao mẹ cũng ở đây? Đã hơn 20 năm rồi, đêm qua là đêm thoải mái nhất đối với mẹ. Chàng trai trẻ thật sự rất tốt. Liên hệ lại nếu có thể. Không cần liên hệ, này này.
Mẹ, giờ này rồi mà, nhanh lên đi với con một chuyến, có chuyện lớn rồi. Lâm Nhược Tuyết, Trương Thúy Lan, hai mẹ con các người, thật là kiêu ngạo, đến muộn như vậy, phải không? Hôm qua thích lắm phải không? Chị gái, gia sự không thể nói ra ngoài, tôi xin chị, hãy tha cho Lục Phong một lần. Tha cho hắn ta một lần, tôi nhất định phải xử lý hắn ta một cách thỏa đáng. Hôm qua, tôi bị Tần Hữu Việt bày mưu, hắn ta đã quay video Lục Phong cứu tôi. Chu Chu xin chị, nhìn vào quá khứ của chúng ta, xin chị tha cho anh ấy, em sẵn lòng thay anh ấy chịu phạt, em gái ngốc của tôi. Hôm qua, là tôi khiến Tần Hữu Việt làm, tất cả những điều này là do tôi, cái gì? Tại sao chị lại làm như vậy? Cô không phải muốn tranh giành vị trí với tôi sao, còn quyến rũ bạn trai tôi, cướp công ty của tôi, cố gắng chống lại tôi phải không? Em gái ngu ngốc của tôi, hôm nay, tôi sẽ làm cho cô và Lạc Phong, quỳ trước mặt tôi, tự tát vào mặt mình, liếm giày của tôi sẽ làm cho cô, mở hai con mắt nhìn tôi, khi tôi kết hôn với người tối cao, cô, người tối cao đã đến. Những người quan trọng này đã đến, là dành cho người tối cao phải không? Tôi tự hỏi anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi biết được. Tôi tự hỏi anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi biết được. Anh ấy sẽ nghĩ gì? Đừng, chị gái, tôi sẽ lắng nghe chị trong mọi việc, xin hãy tha cho chúng tôi. Được rồi, vậy thì cô cứ đi. Cởi từng món đồ một, ra, sau đó, nói với tất cả mọi người có mặt, rằng cô chỉ là một kẻ, không biết xấu hổ. Làm sao có thể như vậy được, làm sao, cô không dám sao, không dám, cô chỉ là không coi, người cao quý trong mắt mình, không dám, cô chỉ là, giả tạo với Lục Phong, nếu đã vậy. Thì tôi sẽ giết hắn ta. Chu Chu, con biết Nhược Tuyết có một hiến pháp đặc biệt, con không nhận thức được sao? Trước mặt rất nhiều người, cởi quần áo con không thấy quá đáng sao? Tôi chỉ muốn cô ta chết. Cô ta đã cắt đứt quan hệ với Lâm gia, vậy mà cô ta vẫn chống đối Lâm gia. Cô ta đơn giản là không xứng là người của Lâm gia. Những gì con làm sẽ không có vấn đề gì đâu. Con, mẹ có thể thay em con cởi được không? Này mẹ, vẫn thương xót cô ta sao? Lâm Nhược Tuyết, nhanh lên, đừng ép tôi phải thay đổi quyết định. Tên nhóc Lục Phong, trong điện thoại của tôi, có thứ hay ho để cho anh ấy xem. Tôi cởi, mọi người, hôm nay mọi người có phước rồi, có thể thưởng thức một cách tử tế. Cô Lâm thứ hai nhà tôi, vóc dáng tuyệt vời. Nhanh lên cởi cho tôi muốn để tên nhóc Lục Phong, liền có thể thấy, bản chất xấu xa của người này. Lâm Chu Chu, có phải quá đáng không? Hay là, ông lên thay cô ta cởi? Tôi ra cửa đông đi dạo, tình cờ chấp nhận Trần Tục, nghĩ đến nàng như trong phòng yên tĩnh, chăm sóc giấc ngủ giữ y phục. Ai đó ai vậy, không còn hợp đồng dưới gốc dâu, ép bên đường người đi, nàng đã thích vẻ bề ngoài của ta. Đó là Lục Phong, thực sự là Lục Phong. Làm thế có thể ở đây, thu mình trong vòng tay như đeo nhẫn vàng, làm thế nào để bày tỏ lòng yêu mến, quỷ ước bằng một cặp nhẫn bạc. Làm thế nào để thể hiện tấm lòng, trong tay đeo đôi ngọc trai sáng ngời, làm thế nào để thể hiện lòng khiêm nhường. Túi thơm đeo sau cánh tay, làm thế nào để thể hiện sự chia xa, quanh cổ tay như một cặp vòng nhảy, làm thế nào để gắn kết tình bạn, ngọc tô điểm cho tua rua, điều gì ràng buộc trái tim, ôn chỉ nối bằng kim đôi. Bái kiến đấng tối cao, làm sao người tối cao có thể là hắn ta? Người tối cao thực sự là hắn ta. Điều gì gắn kết chúng ta lại với nhau, một chiếc lược vàng trải tóc, giao diện lệnh nào chia tay? Chiếc kẹp tóc hình đồi mồi sau tai. Điều gì đáp lại niềm vui? Một chiếc váy lụa mịn, điều gì ràng buộc nỗi buồn? Một bộ đồ lót bằng lụa trắng, tôi hy vọng điều gì? Ở ngọn đồi phía đông. Nhược Tuyết, bài thơ tình này. Dành cho em. Lâm gia tôi. Mất hết rồi. Bà cả,